Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3631, gặp tông chủ. Thật, ta là thật muốn học đao, đao pháp đại khai đại hợp, lực lượng cuồng bạo, phù hợp tính cách và khí chất. Còn tưởng rằng đối phương tin tưởng, Trương Huyền vội vàng gật đầu. Kiếm pháp nhẹ nhàng, đao pháp nặng nề, dưới tình huống bình thường, cả hai không thể đều học được. Đối phương muốn mình học kiếm, nói không am hiểu, ưa thích đao pháp thì tốt rồi. Dù sao cũng không phải đệ tử Lăng Vân kiếm các, không có gì làm trái nguyên tắc. Chỉ cần bày ra, mình am hiểu đao pháp, đối phương khẳng định sẽ từ bỏ ý thu đồ. Khụ khụ, không biết đao pháp của ngươi thế nào, có thể bày ra cho chúng ta nhìn một chút hay không? Cảm giác trong lòng có một vạn con thần thú bay qua, Bạch Diệp trưởng lão cố nén buồn bực hỏi. Kiếm pháp ngươi mạnh như vậy, không muốn trở thành đệ tử của ta, có thể lý giải, nhưng nói muốn học đao. Ngược lại muốn xem, làm sao thi triển. Không thi triển ra được, hoặc trong đao pháp mang theo kiếm ý, nhìn ngươi làm sao xuống đài. Bị người cự tuyệt như vậy, thân là một trong tam đại trưởng lão, ở sâu trong nội tâm cũng có chút không vui. Ta không có đao. Trương Huyền xua tay, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Diệp trưởng lão đưa tới một thanh trường đao. Ta có. Mặc dù hắn là trưởng lão Lăng Vân kiếm các, vũ khí ngoài kiếm cũng đều có mang theo. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Muốn cho kiếm pháp càng cao minh hơn, nhất định phải biết ưu khuyết của những binh khí khác. Giống như trong Độc Cô Cửu kiếm, có phá đao thức, phá tiên thức, phá tiễn thức, phá trưởng thức. Muốn phá giải, đương nhiên cần càng hiểu hơn. Tốt thôi. Không còn đường lui, nhận lấy trường đao, Trương Huyền nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ đao ý cường đại lập tức từ trên người lan ra, ngay sau đó cả người giống như biến thành một thanh trường đao sắc bén vô song. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ thương thiên ra một lỗ thủng. Liếc mắt nhìn nhau, đồng tử Bạch Diệp trưởng lão cùng Bạch Phong co rút lại. Cái này, con mẹ nó cũng được. Trong nháy mắt bọn họ cảm nhận được, kiếm ý trong cơ thể mình bị đao ý trước mắt chèn ép không ngẩng đầu được lên. Nói cách khác, đối phương lý giải đao ý, tới một mức độ nào đó, so với kiếm ý của bọn hắn càng thêm tinh thuần, mạnh mẽ. Vị trước mắt này, là siêu cấp nhân vật lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, có khả năng trở thành kiếm thần. Vậy mà lĩnh ngộ đao ý mạnh như vậy. Làm sao cảm giác những năm này bản thân khổ tu, đều học trên thân chó a? Ta có phải tương đối am hiểu đao pháp hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần nữa run đao một chút, Trương Huyền nhẹ nhàng thu lực lượng về trong cơ thể nói. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của đối phương, hẳn là tin tưởng. Vì không làm đệ tử đối phương, thật sự là liều mạng. Là am hiểu đao pháp. Nuốt ngụm nước bọt, Bạch Diệp trưởng lão áp chế lại khiếp sợ trong lòng, không muốn giấu giếm. Thật ra thì, lần này ta tới, cũng không phải muốn thu ngươi làm đồ đệ. Mà là xác nhận thân phận của ngươi, muốn mang ngươi đi trưởng lão điện. Thân phận? Trương Huyền cứng đờ. Thân phận gì? Không có đoán sai, ngươi hẳn là ta rất biết điều, ta rất tuấn tú, a. Bạch Diệp trưởng lão nói. Cái gì, ta rất biết điều, ta rất tuấn tú. Ra đầu Trương Huyền nổ tung, nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, vội vàng xua tay. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Không cần phủ nhận, cháu gái của ta, tình huống gì, ta chẳng lẽ không rõ ràng. Tính cách tùy tiện, học kiếm pháp không có chút chăm chú nào. Nếu không cũng sẽ không chỉ có trình độ hiện tại, đi theo sau ngươi, ngắn ngủi nửa canh giờ. Liền có năng lực khiêu chiến hạch tâm đệ nhất, loại trừ ta rất biết điều, vị siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, thực sự nghĩ không ra những người khác. Bạch Diệp trưởng lão nói. Ta, Trương Huyền nổi giận. Bà mẹ ngươi a hát. Nếu đã xác định, vừa đến liền nói a hát. Để cho ta thi triển đao pháp, diễn kịch, đầu đầy mồ hôi. Khỉ làm xiếc sao? Ta không có ác ý, nếu như có, đã sớm động thủ, mặc dù ngươi lĩnh ngộ thần chi kiếm ý. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, cũng mới hư tiên cảnh sơ kỳ, hẳn còn lâu mới là đối thủ của ta. Bạch Diệp trưởng lão nói. Mặc dù đối phương không biết dùng bí pháp gì áp chế tu vi, thoạt nhìn chỉ có phá toái hư không đỉnh phong, trên thực tế có thể đi vào thông thần điện đệ tử hạch tâm, chứng minh thực lực đã đạt đến hư tiên cảnh. Tốt thôi, ta thừa nhận. Thấy đối phương không nhìn ra tu vi của mình, Trương Huyền cũng không giải thích, đành phải gật đầu. Đã bị nhìn ra. Tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng sảng khoái một chút. Đối phương nói không sai,
mặc kệ mình là hư tiên cảnh sơ kỳ hay đỉnh phong. Ở trước mặt cường giả tiên quân, không có một tia năng lực phản kháng, thật muốn ra tay, căn bản trốn không thoát. Quả nhiên, thấy hắn thừa nhận, Bạch Diệp trưởng lão siết chặt nắm đấm. Mặc dù trong lòng đã xác nhận, nhưng nghe hắn thừa nhận, vẫn tràn đầy kích động. Thần chi kiếm ý. Lăng Vân kiếm các thành lập mấy ngàn năm, người thứ hai trừ tổ sư ra. Nếu là ngươi, có thể cùng ta đi trưởng lão điện hay không? Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, đối với kiếm các mà nói, cực kỳ quan trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ trở thành tông chủ của chúng ta. Bạch Diệp trưởng lão ôm quyền. Lăng Vân kiếm các lựa chọn tông chủ phương pháp rất đơn giản, căn cứ kiếm pháp cao thấp quyết định. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chỉ cần tu vi đủ, trở thành tông chủ, chắc chắn không có bất kỳ dị nghị gì. Trở thành tông chủ. Trương Huyền sửng sốt, còn tưởng rằng đối phương nhận ra mình, là bởi vì sự tình nội môn cùng hạch tâm, tiến hành trừng phạt, không nghĩ tới muốn tìm bản thân đi qua làm tông chủ. Thật muốn có loại thân phận này, không chỉ an toàn không ít, càng quan trọng hơn là đứng ở đỉnh phong chân chính của Thượng Thương, đang tìm tung tích của Lạc Nhược Hy liền đơn giản. Ừm, Bạch Diệp trưởng lão gật đầu. Vậy thì tốt, ta theo ngươi đi trưởng lão điện, bất quá, không hy vọng quá nhiều người biết. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Mặc dù tin tưởng lão giả trước mắt này, nhưng vấp phải cẩn thận một chút. Đạo lý cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, hắn hiểu. Nếu không, cũng sẽ không cho tới nay, đều biết điều như vậy. Điểm ấy yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Bạch Diệp trưởng lão cũng gật đầu. Không cần hắn nói, thân là nhân vật đỉnh phong nhất đại lục, cũng rõ ràng điểm ấy. Nguyễn Khanh, chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài, ta cùng Trương huynh đệ đi một lát sẽ trở lại. Bàn giao Bạch Nguyễn Khanh một câu, Bạch Diệp trưởng lão mới nhìn tới lần nữa. Đi thôi. Nói xong, nhẹ nhàng vồ một cái, lực lượng bao bọc Trương Huyền, thời gian nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Lão sư thiếu gia, có khả năng trở thành tông chủ Lăng Vân kiếm các. Nhìn một màn này ở trong mắt, Thiện Hiểu Thiên cùng Tào Thành Lập đều bối rối. Tuy trong lòng bọn họ, một mực đánh giá cao thanh niên này, cho rằng thiên phú hắn cực cao, thực lực cực mạnh. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà lĩnh ngộ thần chi kiếm ý. Tuổi còn trẻ liền có cơ hội trở thành người cầm lái của Lăng Vân kiếm các, một trong 6 đại tông môn. Đặc biệt là người sau, thân thể run rẩy, không tự chủ được ngã trên mặt đất. Khó trách quy củ của thiếu gia kỳ quái như thế, không để cho chân trái vào cửa, cũng không để cho chân phải vào cửa. Mình nói ta rất biết điều là cái hai hàng, không phải tương đương với mắng hắn ư. Không có đánh chết tại chỗ, coi như kiềm chế cực cao. Kiếm các đình. Đám người tông chủ, Hà trưởng lão đang ngồi ở trước mặt tường, trông mòn con mắt. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vị ta rất biết điều, xuất hiện. Hà trưởng lão vội vàng mở mắt ra, nhìn về phía một vị lão giả đi tới. Không phải. Là có người một người khiêu chiến tất cả đệ tử hạch tâm. Lão giả vội vàng nói. Vị này chính là vị trưởng lão trước đó tìm Bạch Diệp kia. Khiêu chiến tất cả đệ tử hạch tâm. Chẳng lẽ là, ta rất biết điều. Hà trưởng lão đứng dậy, đồng tử co rụt. Không đúng, hắn không phải phá toái hư không đỉnh phong ư. Người kia gọi, ta rất tuấn tú. Một hơi khiêu chiến hơn 10 vị đệ tử hạch tâm. Tất cả đều chém giết tại chỗ. Ta cùng Bạch Diệp trưởng lão lặng lẽ qua. Cũng bị chém đầu. Lão giả hơi đỏ mặt. Chém giết hơn 10 đệ tử hạch tâm, người cùng Bạch Diệp cũng chém giết. Hàn tông chủ mở miệng. Khẳng định là vị thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, thẩm tra ta rất tuấn tú, ở đâu? Đơn thuần chém giết hơn 10 đệ tử hạch tâm, hắn có thể làm được dễ dàng, nhưng tùy tiện chém giết Bạch Diệp trưởng lão cùng vị trước mắt này, xem như hắn cũng không dễ dàng như vậy. Không cần nghĩ. Vị ta rất tuấn tú này cùng ta rất biết điều hẳn là một người. Ông, nghe được dặn dò, mặt tường lắc lư một cái, nhưng không biểu hiện nội dung. Bẩm báo tông chủ, sau khi hắn chém giết hết tất cả đệ tử hạch tâm, liền rời thông thần điện. Lão giả vội vàng giải thích. Bất quá Bạch Diệp trưởng lão nói đã xác định là ai, đi qua tìm, bảo các ngươi về trưởng lão điện chờ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể mang về. Bạch Diệp xác định. Mấy người nhìn nhau, khó có thể tin. Bạch Diệp trưởng lão một mực trọng thương, ngay cả trưởng lão hội nghị cũng không có tham gia, làm sao có thể xác định trước bọn hắn. Là như vậy.
Lão giả vội vàng giải thích. Sự tình Bạch Nguyễn Khanh mua thuốc, hắn không biết, có điều lại biết sự tình nàng dựa vào hai chiêu khiêu chiến hạch tâm. Có lẽ Bạch Diệp trưởng lão chính là căn cứ cái này, xác định thân phận đối phương. Bạch Nguyễn Khanh, chỉ học được hai chiêu, từ hạch tâm thứ 17 một hơi giết tới hạng nhất, cháu của ta cũng bị đánh ngang. Hà trưởng lão trợn mắt lên. Nếu như trước đó còn có chút nghi ngờ, hiện tại cơ bản đã xác định. Nhanh trở về. Biết những sự tình này, mọi người không nói thêm lời, vội vã trở lại trưởng lão điện. Vừa mới ngồi xuống, liền thấy Bạch Diệp trưởng lão mang theo một thanh niên bay tới. Tông chủ, người trở về. Nhìn thấy người đang ngồi ở chủ vị, ánh mắt Bạch Diệp trưởng lão sáng lên, nói một tiếng, vội vàng giới thiệu. Vị này chính là siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, Trương Huyền. Trương Huyền. Mọi người tràn đầy tò mò nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, người trước mắt này, chỉ chừng 20 tuổi, trẻ không tưởng nổi. Trương Huyền, vị này chính là Lăng Vân kiếm các đương kim tông chủ, Hàn Kiếm Thu. Bạch Diệp trưởng lão giới thiệu. Tông chủ. Trương Huyền nhìn sang. Hàn Kiếm Thu này, là lão giả hơn 60 tuổi, mặc áo xanh, trên người kiếm ý nồng đậm. Khí tức càng mạnh mẽ như trụ, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Mặc dù không biết tu vi gì, nhưng cũng biết vượt xa Bạch Diệp trưởng lão cùng Hà trưởng lão. Chẳng lẽ là một vị cường giả vượt qua tiên quân? Trong lòng Trương Huyền hơi động. Hết chương 3631. Chương 3632. Treo lên đánh trưởng lão điện 1. Vượt qua tiên quân cụ thể là cấp bậc gì? Trong thư tịch nhìn qua không có ghi chép, Lục Vân trưởng lão cũng không nói. Nhưng vị trước mắt này, rõ ràng đã đi đến. Loại người này, sâu không lường được, thật muốn động thủ với hắn, nhất niệm liền có thể xóa bỏ. Trương Huyền tiểu hữu, không biết ngươi có tiện hay không, biểu diễn kiếm pháp, cho chúng ta nhìn một chút. Thời điểm khiếp sợ, tiếng cười của Hàn Kiếm Thu tông chủ vang lên. Không biết tông chủ, để cho ta bày ra thế nào. Trương Huyền cau mày. Tu vi của ngươi, chỉ có hư tiên cảnh sơ kỳ. Không cách nào đi vào thông thần điện đặc thù của trưởng lão, như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ đi vào thông thần điện của đệ tử hạch tâm, mọi người lực lượng tương đồng, tu vi tương đồng, tỉ thí một trận, như vậy cũng có thể bày ra kiếm pháp tốt hơn. Hàn Kiếm Thu cười cười nói, trưởng lão có thông thần điện thuộc về trưởng lão, hạch tâm có thuộc về hạch tâm, tu vi của đối phương rõ ràng còn chưa đủ tư cách tiến vào khu trưởng lão, chỉ có thể tiến vào thấp một cấp bậc. Đi vào thông thần điện, được rồi. Không bằng các ngươi đè thấp tu vi, ngay ở chỗ này so với ta a. Thấy đối phương không nhìn ra bản thân cố ý áp chế tu vi, Trương Huyền mỉm cười nói. Ở đây, ngươi xác định. Hàn tông chủ còn chưa lên tiếng, Hà trưởng lão nhíu mày, mở miệng nói. Ở trong thông thần điện, tu vi mọi người tương đồng, số lượng chân khí dự trữ tương đồng, là công bình nhất. Mà ở đây, cho dù chúng ta đè thấp tu vi, nhưng cường độ thân thể, cường độ linh hồn, độ tinh thuần cùng số lượng chân khí dự trữ, là không cách nào khống chế. Thông thần điện, chỉ là một tia ý thức tiến vào, phân phối thân thể, thuộc tính tất cả đều giống nhau như đúc, có chút tương tự khôi lỗi phụ thể, giao đấu mới có thể chân chính biểu hiện ra kiếm pháp mạnh yếu. Mà ở đây, cho dù đè thấp tu vi, thân thể, linh hồn của tiên quân cảnh là cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải một hư tiên cảnh sơ kỳ có thể chống lại. Không sao. Trương Huyền nói. Đi vào thông thần điện, dù thư viện có thể nhìn thấu thân phận, lại cũng chỉ có thể xác nhận thi triển kiếm pháp, mà ở đây, biết càng thêm tỉ mỉ, thậm chí tổ tông 18 đời cũng có thể đào ra. Vạn nhất xuất hiện biến cố, những vật này có lẽ có thể trở thành dựa dẫm bảo vệ tính mạng. Hừ, nếu ngươi quyết định như vậy, vừa vặn chúng ta cũng muốn nhìn một chút, thần chi kiếm ý đến cùng mạnh bao nhiêu. Một vị trưởng lão đi đầu đứng lên. Thần chi kiếm ý, tổ sư khai phái lĩnh ngộ. Vừa tiến vào kiếm các liền biết cao không thể chạm. Một mực không có người lĩnh ngộ, cho dù bọn họ là cường giả lợi hại nhất tông môn, cũng không biết loại kiếm ý này, đến cùng lợi hại ở nơi nào, lại đến cùng mạnh bao nhiêu. Vị trước mắt này, đã muốn ở chỗ này tỉ thí, liền không còn gì tốt hơn. Cũng có thể tự mình cảm thụ một chút. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, cho dù đè thấp tu vi, đối phương muốn làm bị thương cũng không có khả năng. Tại hạ cừu hỏa. Đại trưởng lão trong trưởng lão hạch tâm, thực lực tiên quân cảnh đỉnh phong, thử chiêu kiếm của ngươi một chút. Cửu hỏa trưởng lão đi tới trước mặt, rất nhanh liền áp chế tu vi đến giống như Trương Huyền, trường kiếm trong tay lắc một cái, phát ra thanh minh, thản nhiên nhìn tới. Kiếm của bọn hắn,
đều là trưởng lão điện thống nhất chế biến, thuộc tính cũng như nhau, không tồn tại tình huống dựa dẫm vũ khí sắc bén, mà chiếm được tiên cơ. Một mình ngươi không đủ, các ngươi cùng một chỗ xuống đây đi. Trương Huyền liếc mắt nhìn, cũng không rút kiếm, mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Không đủ. Mấy vị trưởng lão, tất cả đều lông mày nhảy dựng. Đặc biệt là Bạch Diệp trưởng lão, che cái trán. Cái tên này lấy ngoại hiệu, ta rất biết điều, cái này con mẹ nó khiêm tốn chỗ nào a? Ở đây, không riêng gì cường giả đỉnh phong nhất của Lăng Vân kiếm các, mỗi một cái, ở trên đại lục cũng tên tuổi lẫy lừng, coi như kiếm thuật của ngươi rất mạnh, khiêu chiến một cái thăm dò sâu cạn thì cũng thôi đi. Muốn tất cả mọi người xuống, bao quát tông chủ. Không nên phách lối như vậy a. Làm sao, không dám. Lông mày Trương Huyền dương lên. Thần chi kiếm ý là mạnh mẽ, nhưng ta có thể trở thành đại trưởng lão của trưởng lão hạch tâm, cũng không phải chỉ hư danh, huống chi chỉ là đè thấp tu vi, không phải là thông thần điện. Muốn khiêu chiến những người khác, trước thắng ta rồi nói sau. Vẻ mặt Cừu Hỏa khó coi. Hắn đi đầu hạ tràng, đè thấp tu vi khiêu chiến một hư tiên cảnh sơ kỳ, vốn có chút mất mặt, đối phương lại còn khinh thường tỉ thí. Quả thực chính là tại chỗ đánh mặt. Thắng ngươi lại nói, cũng được. Thấy những người khác không có ý tứ xuống, tựa hồ đối với vị trước mắt này rất có lòng tin, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, duỗi ra một ngón tay. Có ý tứ gì, ngươi một chiêu đánh bại ta. Cừu Hỏa sững sờ, giận quá mà cười. Có phải có chút quá cuồng vọng hay không? Một chiêu, ngươi cả nghĩ quá rồi. Trương Huyền lắc đầu. Ta nói là, không sử dụng kiếm, không cần những bộ phận khác của thân thể, một ngón tay, trong một cái hô hấp đánh bại ngươi. Ngươi, Cừu Hỏa sắp nổ tung. Thân là đại trưởng lão của trưởng lão hạch tâm, bình thường tu tâm dưỡng tính, sớm đã đi đến tình trạng không có chút rung động nào, nhưng đối phương nói chuyện thực sự quá khinh người. Quan trọng là ánh mắt cùng động tác, nhất cử nhất động. Đều giống như nhìn một con kiến hôi. Hắn là tiên quân đỉnh phong. Một trong mấy người mạnh nhất đại lục A. Làm sao cảm giác ở trong mắt đối phương trái ngược. Tốt, đã như vậy, ta liền lĩnh hội cao chiêu, để cho ta nhìn một chút, trong một cái hô hấp, dựa vào một ngón tay, đánh bại ta thế nào. Cừu Hỏa trưởng lão tràn đầy tức giận, cuối cùng nhìn xuống. Thực lực đi đến tình trạng như hắn, sớm đã có thể tùy ý khống chế tâm tính, sẽ không bị cảm xúc chi phối. Có chút cuồng a hát. Nào chỉ là cuồng, quả thực cuồng không giới hạn. Hai người thảo luận, Hàn Kiếm Thu cùng Hà trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người cười khổ. Một tiểu tử hư tiên cảnh, nhìn thấy nhiều tiên quân đỉnh phong như vậy, không những không sợ, còn ngạo mạn, kiêu ngạo thành như vậy. Là đầu óc thiếu dây, hay là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thần chi kiếm ý, có thể đối kháng thần linh, chỉ mong thực lực thật sự có thể để chúng ta kinh diễm. Xem một chút đi. Lần nữa nhìn về phía trước. Đáng tiếc. Thấy lời nói thành như vậy, vẫn không có người xuống, Trương Huyền có chút thất vọng. Không phải hắn cuồng, mà là, cố ý làm như vậy. Chỉ cần cùng một chỗ xuống, thi triển võ kỹ, thư viện liền có thể điều tra rõ ràng, từng cái xuống, ngộ nhớ biết kiếm pháp mình mạnh mẽ, còn lại lo lắng mặt mũi, không ra sân, chẳng phải không cách nào quan sát. Loại sự tình này, cũng không phải sẽ không phát sinh. Được rồi, trước giải quyết cái này, tiếp tục khiêu chiến tất cả mọi người, hẳn là đều sẽ xuống. Thấy mọi người từng cái ngồi yên lặng, Trương Huyền biết, lại để cho bọn hắn xuống, gần như không có khả năng, lúc này cười nhạt một tiếng. Bắt đầu đi. Hô. Tiếng nói kết thúc, Cừu Hỏa động. Dù áp chế đến hư tiên cảnh sơ kỳ, tốc độ vẫn nhanh tựa như gió lốc, đặc biệt là trường kiếm trước người, phá vỡ không gian ràng buộc, trong tích tắc liền đến trước mắt. Mặc dù là cùng cấp bậc, nhưng so với Hà Tĩnh Thiên trước đó, mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay thời điểm trường kiếm của đối phương sắp tới cổ họng, ngón tay Trương Huyền nhấc lên, điểm về phía trước. Động tác không nhanh, nhưng cho người ta một loại cảm giác càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, giống như sao băng hạ xuống, trong nháy mắt ở trong lòng Cừu Hỏa, đốt lên một loại ảo giác không thể đối kháng. Làm sao có thể? Đồng tử co rụt lại, con mắt Cừu Hỏa trợn tròn. Hắn là tiên quân đỉnh phong, dù đè thấp tu vi, nhưng tâm lý tố chất bày biện ở nơi đó, tuyệt không có khả năng bị áp chế xuất hiện ảo giác, nhưng tay của đối phương thật cho hắn một loại lực lượng không cách nào chống lại. Đến cùng làm sao làm được? Răng rắc, răng rắc. Trong lòng gào thét, đầu ngón tay của đối phương mang tới cảm giác áp bách nhào tới trước mặt, chân khí hư tiên cảnh không chịu nổi,
Trường kiếm không tự chủ được uốn lượn, thời gian nháy mắt xuất hiện vết rách, gãy thành vô số mảnh vỡ. Mà thân thể hắn giống như bị giam cầm, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của đối phương điểm tới mi tâm. Cái tên này, có ý tứ. Hắn tràn đầy khiếp sợ, khó tin, trên đài Hàn Kiếm Thu đột nhiên sững sờ, ngay sau đó mỉm cười. Tông chủ, cái này. Thấy hắn hiểu được, Hà trưởng lão vẫn tràn đầy nghi ngờ. Mọi người thực lực tương đồng, Trương Huyền này, một ngón tay, không chỉ đánh nát kiếm, lực lượng của đối phương cũng giống như bị phong bế. Đến cùng là nguyên lý gì? Không nhìn lầm, hắn không chỉ tinh thông kiếm thuật, đối với trận pháp cũng biết rất nhiều. Hàn Kiếm Thu giải thích. Trận pháp. Hà trưởng lão càng mơ hồ hơn. Một chỉ này của hắn, không chỉ dùng kiếm, còn mượn toàn bộ trận pháp của trưởng lão điện, lấy trận pháp thai nghén kiếm ý, mới để cho lực lượng cường đại như vậy. Hàn Kiếm Thu nói. Vừa rồi cố ý dùng ngôn ngữ kích đối phương, trên thực tế là đang trì hoãn thời gian, kiếm ý ẩn giấu ở trong trận pháp. Nói đến đây, nhịn không được cảm xúc. Khó trách có thể lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, loại vận dụng đối với hoàn cảnh này, quả thực nghe rợn cả người. Cái này, ra mặt Hà trưởng lão lắc một cái. Hắn mới đến đại điện bao lâu? Nhiều nhất không cao hơn 10 phút. Không chỉ nhận ra trận pháp, còn ẩn chứa kiếm ý trong đó, mượn đại thế của trận pháp. Cái này, quá nghịch thiên đi. Trước đó còn nghĩ, cùng cấp bậc, đối phương một người không có khả năng thắng được bọn họ nhiều như vậy, hiện tại xem ra, còn thật sự có khả năng. Bành! Bên này kinh ngạc nói không ra lời, hai người chiến đấu đã có kết quả, Trương Huyền một chỉ rơi xuống, cửu hỏa bay ngược ra, người ở trên không trung liền giải phong tu vi. Nếu không khẳng định sẽ bị nội thương nghiêm trọng. Thế nào? Thu tay lại, vẻ mặt Trương Huyền ngạo nghễ. Từ gia chỉ, đến đối phương bị đánh bay, không nhiều không ít, vừa vặn một cái hô hấp. Ta, thua. Ngực đau rát, dù cửu hỏa cho rằng chiêu này của đối phương không phải kiếm pháp đơn thuần, nhưng cũng không tiện nói nhiều. Bị hư tiên cảnh một chỉ đánh bại, đã rất mất thể diện, còn nói nhiều, thực sự không ngẩng đầu lên được. Ha ha. Thấy hắn thừa nhận, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên nhìn quanh một vòng, thanh âm nhàn nhạt. Không biết chư vị có thể nể mặt, cùng một chỗ xuống. Để cho ta một người một kiếm, lần lượt đánh một hồi hay không? Hết chương 3632. Chương 3633. Treo lên đánh trưởng lão điện 2. Ngươi! Quá phách lối, tại sao ta cảm giác, muốn đánh người như vậy nhỉ? Ta cũng vậy, sống 200 tuổi, gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, cũng không có gặp qua muốn ăn đòn như vậy. Tìm hắn đến, chúng ta không phải làm sai chứ? Nghe nói như thế, đám người Hàn tông chủ, Hà trưởng lão suýt chút nữa tức giận nghi ngờ nhân sinh. Nghe có người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tìm kiếm khắp nơi, không tiếc phá hoại quy củ. Kết quả tìm tới, cũng quá con mẹ nó khinh người. Ý tứ chính là chúng ta cộng lại không phải là đối thủ của ngươi. Kiêu ngạo, ngạo mạn, ta rất biết điều, biết em gái ngươi a hát. Một chiêu đánh bại cửu trưởng lão, mặc dù mượn trận pháp trưởng lão điện, nhưng cũng chứng minh lý giải chiến đấu cực sâu, ta đi thử một chút. Cố nén ngực sắp bùng nổ, Hà trưởng lão đứng dậy. Hắn muốn khiêu chiến tất cả chúng ta, vẫn là mọi người cùng nhau tới. Lắc đầu, Hàn Kiếm Thu tông chủ đứng dậy. Tông chủ, vẻ mặt mấy vị trưởng lão còn lại đều cứng đờ. Bọn họ đều là cường giả đỉnh phong nhất đại lục, cùng một chỗ đè thấp tu vi khiêu chiến một hư tiên cảnh. Truyền đi, gánh không nổi mặt mũi a hát. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chứng minh tinh thần đã có thể câu thông thần minh, chúng ta đồng loạt ra tay, không tính mất mặt. Hàn Kiếm Thu nói. Vâng, trần chờ một chút, mọi người cuối cùng cũng gật đầu. Đây là đại lục bị thần linh vứt bỏ, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chứng minh tinh thần đã đạt đến tình trạng cực kỳ cao thâm, mặc dù tu vi của bọn họ cao cường, nhưng cũng không cách nào so sánh. Nếu không, cũng không có khả năng Lăng Vân kiếm các thành lập mấy ngàn năm, chỉ có tổ sư thành công. Dầm! Mấy người đồng thời đi vào đại sảnh, từng người lấy một thanh trường kiếm. Hàn Kiếm Thu tông chủ, Hà trưởng lão, Bạch Diệp trưởng lão, còn có hai vị trưởng lão, tính gộp lại, hết thảy 5 người. Năm người này, đại biểu đỉnh phong nhất của Lăng Vân kiếm các, trên đại lục cũng hoàn toàn có thể xếp trước 30. Trước không vội, Trương Huyền cũng không căng thẳng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chư vị đáp ứng đồng loạt ra tay với ta, không bằng sớm nói tốt. Chúng ta đánh cược. Đánh cược.
Bạch Diệp trưởng lão nhảy dựng, trong lòng toát ra một linh cảm không lành. Chẳng lẽ ra hỏa tham tiền này, lại muốn ra cái yêu thiêu thân gì, tới ăn cướp a? Đường đường tông chủ của một trong sáu đại tông môn, thêm vào bốn vị trưởng lão liên hợp, nếu như lại bị người đoạt. Thật sự không mặt mũi sống a. Truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất của đại lục từ trước tới nay. Đánh cược, cược cái gì? Hàn Kiếm Thu tông chủ nhìn qua. Rất đơn giản, chỉ cần ta thắng, hỏi thăm các ngươi một việc, nếu như các ngươi biết, thành thật trả lời là được. Ta thua, xin lỗi các ngươi. Trương Huyền nói. Không phải đánh bạc liền tốt. Nghe đối phương không có nói tới chuyện tiền, Bạch Diệp trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đã bị đối phương đánh cược đánh sợ. Hỏi thăm một việc, nếu như có thể nói, trả lời ngươi cũng không sao. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Bất quá, thua xin lỗi cũng không cần, chỉ cần chuyện ngày hôm nay, giữ miệng giữ mồm, không nói ra là được. Một lời đã định. Trương Huyền gật đầu, một lời đã định. Hàn Kiếm Thu nói. Bắt đầu đi. Trương Huyền hít sâu một hơi, cổ tay rung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đánh cược, đương nhiên là muốn hỏi thăm Lạc Nhược Hy, đối phương đã đáp ứng, còn lại liền dễ làm. Cho nên tỉ thí lần này, quyết không thể thua. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng biết, thực lực mấy người này. Đánh bại một cái, rất dễ dàng, năm người liên thủ thuận lợi đánh bại, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bắt đầu. Hàn Tông chủ nhìn những khác người gật đầu. Hắn lĩnh ngộ là thần chi kiếm ý, không thể khinh địch. Vừa ra tay liền dùng toàn lực đi. Vâng. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc. Tổ sư khai phái, có thể từ thần điện cướp đoạt nửa chữ, đủ thấy loại kiếm ý này đáng sợ. Mặc dù đối phương chỉ có hư tiên cảnh sơ kỳ, vẫn không thể xem thường. Vèo. Trường kiếm của Hàn Tông chủ nhảy ra, đi đầu đâm tới. Tuy áp chế đến hư tiên cảnh, nhưng kiếm ý kéo dài không dứt, giống như hải dương, để cho người ta rơi vào trong đó, tựa như rơi vào vực sâu, muốn chạy trốn cũng không làm được. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Không hổ là tông chủ, lý giải kiếm đạo so với trưởng lão vừa rồi mạnh mẽ hơn quá nhiều. Vừa ra tay, liền cho mình áp lực nồng đậm. Thiếu hụt. Không có vội xuất chiêu, Trương Huyền câu thông trong óc. Một lần đơn đấu nhiều người như vậy, mục đích lớn nhất chính là nhìn rõ ràng thiếu sót của mọi người, giờ phút này thời cơ vừa vặn. Ông! Một quyển sách xuất hiện ở trong óc, ngón tay điểm một chút, kiến thức chảy vào trong óc. Hàn Kiếm Thu, tông chủ thứ 23 của Lăng Vân Kiếm Các, cường giả ngụy thần cảnh. Lĩnh ngộ kiếm ý bích ba triều thủy, kiếm thuật triền miên, thao thao bất tuyệt, thiếu hụt 12 chỗ, theo thứ tự là. Cường giả ngụy thần cảnh. Trương Huyền giật mình. Nguyên lai trên tiên quân là ngụy thần cảnh. Trước đó liền nhìn ra, thực lực vị tông chủ này vượt xa đám người Bạch Diệp trưởng lão, Hà trưởng lão, nhìn thấy giờ mới hiểu được, đã đạt đến ngụy thần chi cảnh. Mặc dù mang theo chữ ngụy, nhưng trong cảnh giới có thể có chữ thần, đủ thấy đáng sợ. Bất quá thực lực rất cường đại, nhưng áp chế đến hư tiên cảnh, chân khí cũng chỉ tương đương mình, thậm chí còn kém xa tít tắp. Còn kiếm pháp, trước đó không có đầu mối. Hiện tại 12 chỗ thiếu hụt hiện lên ở trong óc, chiến đấu không có bất kỳ áp lực. Trường kiếm lay động, đâm tới một chỗ thiếu hụt. Kiếm khí như rồng, bí mật mang theo uy thế vô địch của thần chi kiếm ý. Lĩnh ngộ đạo kiếm ý kia, trước đó tu vi thấp, có thể dùng ra không nhiều, mà bây giờ đến hư tiên cảnh đỉnh phong, đã hoàn mỹ cùng thân thể dung hợp, có thể tùy tiện thi triển ra 7-8 phần ý cảnh. Không nghĩ tới vị trước mắt này, vừa xuất kiếm liền xem thấu sơ hở của hắn. Hàn Kiếm Thu sửng sốt một chút, kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Đồng loạt ra tay. Những người khác cũng chuẩn bị ổn thỏa, không nói thêm nữa, bốn thanh kiếm từ bốn phương tám hướng đồng thời đâm tới. Trong lúc nhất thời, kiếm mang gào thét, trong phòng phát ra thanh âm nghẹn ngào. Thiếu hụt. Nhẹ nhàng khẽ động, Trương Huyền tránh thoát công kích liên hợp, thư viện lay động, bốn bản thư tịch rơi xuống. Rất nhanh đều có hiểu rõ nhất định đối với bốn người. Hà trưởng lão là trừ Hàn Tông chủ tu vi cao nhất, đã đi đến nửa bước ngụy thần cảnh. Bạch Diệp trưởng lão cùng người tên Hoàng trưởng lão tu vi tương đương, đều là tiên quân cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá nửa bước ngụy thần. Còn lại một cái, cùng họ với hắn, gọi Trương Vô Hại, tu vi rõ ràng thấp hơn những người khác, chỉ có tiên quân cảnh hậu kỳ. Bất quá tu vi thấp, không có nghĩa là không cường đại, trái lại, kiếm thuật càng hơn Hà trưởng lão một bậc, mặc dù kém Hàn Tông chủ. Nhưng cũng chênh lệch không tính quá xa,
bởi vậy áp chế tu vi tương đồng mà nói, uy hiếp ngược lại lớn nhất. Kiếm pháp của 5 người đều có thiếu hụt cùng sơ hở, nhưng ánh mắt cùng phản ứng thực sự quá nhanh, bên này còn chưa kịp phá giải một chiêu, chiêu số khác sẽ bổ sung. Liên tục giao chiến mấy chiêu, vẻ mặt Trương Huyền càng ngày càng ngưng trọng. Trước đó cảm thấy không dễ thắng, hiện tại xem ra, thật đúng là như vậy. Không hổ là Lăng Vân kiếm các truyền thừa mấy ngàn năm, đám người Hà Tĩnh Hiên so sánh, kém không biết gấp bao nhiêu lần. Xem ra chỉ có thể dựa theo một thể thống nhất, tới tính toán thiếu hụt. Tinh thần khẽ động, lại một quyển sách xuất hiện. Danh sư đại lục, hắn liền làm qua thí nghiệm, cùng nhiều người giao chiến, phá giải phương pháp hợp kích, có thể xem đối phương như một thể thống nhất, như vậy so với chiến thắng một người càng thêm thuận tiện. Thư tịch xuất hiện, bên trong thiếu hụt rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở trong óc. Thì ra là thế. Biết vị trí sơ hở của 5 người liên thủ, Trương Huyền chạy trong đó, càng ngày càng rõ ràng. Hô! Một mảnh vải đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn muốn làm gì? Đám người Hàn Kiếm Thu tấn công, đang kế hoạch làm sao công kích, có thể thương tổn được đối phương, không đến nỗi thua trận, nhìn thấy động tác của hắn, tất cả đều nhíu mày, cảm thấy lẫn lộn. Tông chủ, Hà trưởng lão, nhanh tấn công, hắn đây là muốn. Bịt mắt. Cửu Hỏa trưởng lão không có tham gia chiến đấu, nhịn không được hét lớn. Bịt mắt. Bị chúng ta tấn công, hắn còn muốn che mắt. Ta sát, ta muốn giết tiểu tử này. Mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó từng cái tức giận trên đầu bốc khói. Không nên làm nhục người như vậy à. Chúng ta 5 người liên hợp tấn công, đã đủ mất mặt, ngươi lại còn muốn bịt mắt cùng chúng ta chiến đấu. Siêu 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 siêu. Dưới sự phẫn nộ, kiếm mang của 5 người càng hơn một bậc, Trương Huyền trên dưới trái phải, toàn bộ phong tỏa, hơi sai một bước, liền sẽ bị đâm ra mấy lỗ thủng, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng chẳng biết tại sao, đối phương một bên che vải đen, dưới chân tránh né, mỗi một bước đều giống như dùng thước đo, không kém chút nào, cho dù tấn công giống như thủy triều, không có chút dấu vết nào, cũng dính không tới người hắn nửa phần. Đối phương chính là vật cách điện, vẫy vùng ở trong lôi đình lửa giận, nhưng không có một chút tổn thương. Hô! Vải đen che mắt, Trương Huyền tiếp tục chạy, thân pháp càng thêm phiêu giật. Không còn tầm mắt quấy nhiễu, không cần đi quản những hư chiêu kia, cũng không cần đi quản phương pháp tấn công dụ địch của đối phương, chỉ nhìn thư viện hình thành thiếu hụt, một kiếm tiếp lấy một kiếm đâm tới. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Bị đâm trúng thiếu hụt, 5 người liên hợp lập tức xuất hiện tán loạn. 5 người, 4 người thực lực tương đương, Hàn Kiếm Thu tông chủ tu vi cao nhất, giống như nguyên lý thùng gỗ, đây là sơ hở lớn nhất. Phá! Trường kiếm lắc một cái, thần chi kiếm ý hàm chứa trong đó, liên tục đâm ra 8 kiếm. Mỗi một kiếm, đều nhắm ngay sơ hở. Leng keng, leng keng, leng keng. Âm thanh trường kiếm rơi xuống đất liên tiếp, 5 đại cao thủ đều thấy cánh tay tê dần, kiếm đồng thời rơi trên mặt đất, Trương Huyền giống như hóa thành 5 đạo quang ảnh, 5 đạo kiếm khí phân biệt điểm vào cổ họng của bọn hắn, chỉ cần khẽ động, liền có thể đâm vào. Dùng thân thể tiên quân cảnh của bọn họ, loại kiếm khí cấp bậc này, khẳng định không cách nào đâm xuyên, nhưng hư tiên cảnh liền không nói được rồi. Đối phương thật muốn nguyện ý, hoàn toàn có thể nhất kích tất sát. Chúng ta thua. Cảm nhận được trước cổ, kiếm quang mang tới hàn khí, Hàn Kiếm Thu cười khổ. Lăng Vân kiếm các, tông chủ, đại trưởng lão, 6 người mạnh nhất, lại bị đối phương một người một kiếm, bịt mắt treo lên đánh. Thực lực của Trương Huyền này, dường như so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. T0. Hết chương 3633. Chương 3634. Ta còn không phải đệ tử kiếm các. Thấy tông chủ nhận thua, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lấy vải đen xuống. Cùng 5 người này chiến đấu, thoạt nhìn đơn giản, thực tế so với chém giết 5.000 người nội môn còn muốn phức tạp, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại, từ đó thất bại trong gang tấc. May mắn thành công. Thần chi kiếm ý, quả nhiên mạnh mẽ. Lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, Hàn Kiếm Thu tông chủ cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút rung động nào, dường như vừa rồi thất bại căn bản không có để hắn sinh ra nôn nóng, thất lạc. Là chư vị nhường nhịn. Trương Huyền ôm quyền. Thua thì thua. Hàn Kiếm Thu lắc đầu. Muốn hỏi cái gì, nói thẳng đi. Ta muốn hỏi thăm Hàn tông chủ một chút, có nghe qua Linh Thần Cung hay không? Trương Huyền hít sâu một hơi, cả người có chút căng thẳng. Vị trước mắt này, là tông chủ Lăng Vân Kiếm Các, một trong những nhân vật đỉnh phong nhất thượng thương,
biết tin tức khẳng định nhiều hơn Lục Vân trưởng lão không biết bao nhiêu. Người sau không rõ ràng, có lẽ hắn có thể nhẹ nhõm giải đáp. Linh Thần Cung. Hàn Kiếm Thu lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Trương Huyền sững sờ. Hàn Kiếm Thu nói. Đại lục 6 đại tông môn, theo thứ tự là Lăng Vân Kiếm Các, Trục Tinh Cung, Vạn Thú Môn, Thất Tinh Lâu, Huyền Kính Môn cùng Phiêu Miễu Tiên Tông. Trong đó có tư cách sử dụng chữ thần, chỉ có kiếm thần đài của Lăng Vân Kiếm Các chúng ta. 5 đại tông môn khác, đều không cho phép sử dụng. Vượt qua 6 đại tông môn, bao trùm ở phía trên. Chỉ có Thông Thần Điện, là Khổng Điện chủ ở hơn 4.000 năm trước thành lập, lúc ấy hắn chỉ bằng một người, đi vào thần điện, đoạt một chữ thần. Nguyên nhân chính là như vậy, Thông Thần Điện mới có thể trải rộng thiên hạ, 6 đại tông môn cũng không dám tới đối địch. Sau đó, mấy ngàn năm qua, lại không người có thể thông qua Thông Thiên Kiều, chớ nói chi là đi vào thần điện, cướp đoạt chữ phong. Không có người đi vào, đương nhiên cũng không ai dám dùng chữ thần. Người nói Linh Thần Cung này, hoặc là không tồn tại, hoặc không ở di khí đại lục. Hàn Kiếm Thu nhìn qua. Đại lục bởi vì bị thần linh vứt bỏ, sử dụng chữ thần, hết sức cẩn thận, không được thần điện cho phép, bất kỳ thế lực nào cũng không dám sử dụng. Nếu Linh Thần Cung tồn tại, không có khả năng chưa từng nghe qua. Sắc mặt Trương Huyền trắng nhợt. Chẳng lẽ lúc trước triệu hoán linh thần tới, nói là giả? Căn bản không có Linh Thần Cung. Ngươi, ở nơi nào nghe được nơi này? Thấy vị trước mắt này, đối với Linh Thần Cung cực kỳ để tâm, Hàn Kiếm Thu nhìn lại. Ta, trong lúc vô tình nghe được. Trương Huyền tràn đầy thất lạc, lắc đầu. Vị trước mắt này, thân phận như vậy cũng không có nghe qua, chỉ sợ cả thượng thương, người nghe qua hầu như không có. Linh Thần Cung kia, đến cùng ở đâu? Lạc Nhược Hy, lại đến cùng đi nơi nào? Nếu như ngươi nghe được tin tức không phải giả, như vậy Linh Thần Cung chân chính tồn tại, có lẽ. Đi hỏi thăm Đỗ Thanh Diên, nàng có thể biết. Dừng lại một chút, Hàn Kiếm Thu nói. Đỗ Thanh Diên. Trương Huyền sững sờ. Nàng là cung chủ Trục Tinh Cung, tìm hiểu thần điện rất sâu, thậm chí còn từng cùng thần linh chân chính câu thông, từng chiếm được khen thưởng. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Cùng, thần linh chân chính câu thông. Trương Huyền cứng đờ, trong lòng có một thanh âm vang lên. Lạc Nhược Hy không ở thượng thương, có phải là một vị thần linh chân chính hay không? Vị bạn gái thần bí này, có thể biết hắn nắm giữ thư viện, thậm chí còn có thể để Xuân Thu Đại Điển cùng hắn dung hợp. Thủ đoạn cao chỉ sợ vị Hàn Tông chủ trước mắt này cũng không làm được. Đã như vậy, có phải là thần linh chân chính hay không? Bất quá, Đỗ Cung chủ. Tính tình cũng không tính quá tốt, lại thêm dính dáng thần linh, đối phương chưa chắc sẽ nói. Hàn Kiếm Thu lắc đầu. Hơn nữa thần linh đã khu trừ chúng ta, mất hứng nhất chính là tỉ mỉ tìm hiểu. Một khi tin tức tiết lộ, ta sợ người thần điện sẽ tới tìm phiền toái. Trương Huyền cau mày. Đi qua đọc sách, đối với di khí đại lục cũng coi như hiểu rõ một chút. Truyền thuyết, khối đại lục này vi phạm quy tắc thần linh, bị lưu đày xuống, tất cả sinh mệnh đều như vậy. Hậu bối cố gắng tu luyện, tranh thủ khôi phục vinh quang trước đó, quay về thần giới. Chỉ tiếc, Thông Thiên Kiều kết nối thần giới đứt mất, trăm năm mới có thể kết nối một lần, hơn nữa ở sau cầu trấn áp một tòa thần điện. Không ít thủ hộ giả bảo vệ trong đó. Lúc trước Khổng Điện chủ cùng tổ sư khai phái của Lăng Vân Kiếm Các, chỉ ở đây tranh đoạt một chữ, cùng nửa chữ. Thần điện phong tỏa thế giới này, phong tỏa thông đạo chúng ta muốn trở thành chân thần. Không chỉ như vậy. Nếu có người tìm hiểu bí ẩn thần linh, bị đối phương phát giác, sẽ gặp được nguy hiểm. Thậm chí, Hàn Kiếm Thu thấp giọng, giống như người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, cũng sẽ gặp phải kiêng kỵ, có khả năng dẫn tới bọn họ sớm ra tay. Vì cái gì? Trương Huyền không hiểu. Ta không biết, cũng có thể là thần điện quyền uy không cho phép khiêu chiến. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, mặc cho trưởng thành, liền có tư cách khiêu chiến bọn họ đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tóm lại, sự tình liên quan tới thần linh, tốt nhất không nói thì không nói, không nên hỏi thăm thì đừng đi tìm hiểu. Hàn Kiếm Thu nhìn qua, mang theo mùi vị giao phó. Bởi vậy, thân phận của ngươi, vẫn như cũ là bí mật lớn nhất, trước khi không có thực lực tự vệ chân chính, không thể nói ra. Cái này, không nghĩ tới thần điện vậy mà lại làm như vậy, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, một lát sau thở ra một hơi. Ta chắc chắn sẽ không nhiều lời. Không chỉ không nhiều lời, tốt nhất đừng tùy tiện tiết lộ thực lực, không thể quá kiêu căng.
Hàn Kiếm Thu tiếp tục nói. Ngươi có thể không nói, nhưng ở bên ngoài thi triển ra thần chi kiếm ý, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Đồng dạng sẽ dẫn tới phiền phức. Yên tâm đi, ta người này từ trước tới nay rất biết điều. Trương Huyền nói. Khụ khụ. Nghe nói như thế, Hàn Kiếm Thu kìm nén sắc mặt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào. Trong một ngày, đầu tiên là làm sơn môn sụp đổ, giấy không gói được lửa. Ngay sau đó đơn đấu toàn bộ nội môn cùng hạch tâm, hiện tại lại đơn đấu trưởng lão điện, đè đám người tông chủ và đại trưởng lão xuống đất cọ sát. Một ngày làm sự tình, so với người khác cả một đời còn nhiều. Vậy mà không biết xấu hổ nói, biết điều. Mặt đâu? Đây là thông thần điện Khổng điện chủ, biết có người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, đưa tặng lệnh bài. Sử dụng thứ này, ở trong thông thần điện mua sắm tài nguyên tấn cấp gì, đều không nhận bất kỳ chi phí. Biết nói tiếp sẽ bị tức ngất, cổ tay Hàn Kiếm Thu khẽ đảo, lấy ra một cái lệnh bài. Chính là trước đó Khổng điện chủ đưa tặng. Khổng điện chủ đưa tặng. Thân thể Trương Huyền siết chặt. Khổng sư, hắn còn ở đại lục. Tuổi thọ của hư tiên cảnh chỉ có 300, coi như tiên quân cảnh, thậm chí cường giả ngụy thần cảnh, tuổi thọ cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Khổng sư rời khỏi danh sư đại lục vài vạn năm, dựa theo thượng thương 10 so một thời gian lưu tốc, chỉ ít mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn sống? Hơn nữa còn sống ở đại lục này, không rời khỏi. Khổng sư, trước kia có người xưng hô như vậy. Hàn Kiếm Thu tông chủ cười cười. Hắn đương nhiên còn ở đại lục, còn ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn hành tung lơ lửng không cố định, mấy ngàn năm qua, không xuất hiện qua mấy lần, cũng là mấy chục năm này, mới một lần nữa đi ra. Tất cả mọi người mới biết hắn còn chưa chết. Cái này, con mắt Trương Huyền sáng lên. Khổng sư không chết, hơn nữa ở thượng thương, xem như ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Chỉ cần còn sống, gặp mặt, hẳn là chuyện sớm hay muộn. Đưa tay nhận lấy lệnh bài, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Là hắn. Nắm đấm Trương Huyền siết chặt. Nếu như trước đó còn nghi ngờ, Khổng điện chủ có phải Khổng sư hay không, chạm đến lệnh bài liền hiểu. Tuyệt đối là cùng một người. Cùng hắn đều là thiên nhận danh sư, lại cùng từ danh sư đại lục đi ra, trong lòng đã sớm có ăn ý đặc thù nào đó. Thông thần điện điện chủ, đối với thiên tài đều có hậu tặng như thế. Ta thân là tông chủ, nếu như không có biểu thị, chẳng phải bị người chê cười. Thấy hắn nhận lấy lệnh bài, Hàn Kiếm Thu cười cười, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chuôi kiếm này, tên là Đồng Thường, tuy không bằng Nguyễn Thiên ta sử dụng, nhưng cũng đạt đến tiên quân đỉnh phong, hiện tại tặng cho ngươi, cẩn thận rèn luyện, một khi luyện hóa, đối với tu vi cùng thực lực sẽ có trợ giúp cực lớn. Hô! Đồng Thường kiếm nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở phía trước. Mang theo cảm giác áp bách nồng đậm. Tựa như một vị tiên quân xuất hiện ở trước mắt. Đa tạ tông chủ. Trương Huyền hành lễ. Trước đó còn lo lắng, tu vi không đủ, thật có người giết hắn, ai cũng cứu không được, có chuôi kiếm này, tương đương với một vị tiên quân bảo vệ, không cần tiếp tục lo lắng. Chỉ là, vũ khí đi đến loại cấp bậc này, nhất định là có linh tính, thực lực bây giờ, muốn thuần phục, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá có thiên đạo thư viện. Ép đối phương ngoan ngoãn nghe lời, không khó lắm. Tinh thần khẽ động, thu vào chữ vật giới chỉ. Đối phương hẳn là ra chỉ cấm chế đặc thù nào đó, nếu không loại vũ khí cấp bậc này, tinh thần lực của hắn coi như muốn nhận vào chữ vật giới chỉ, cũng không làm được. Đúng rồi, người bây giờ ở đâu? Vị nào trưởng lão chịu trách nhiệm? Thấy hắn nhận kiếm, Hàn Kiếm Thu gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, tò mò hỏi. Có thể bồi dưỡng ra một đệ tử thiên tài như vậy? Công lao của vị trưởng lão này không nhỏ, nhất định phải hảo hảo ban thưởng. Ta hu, đỉnh núi của đệ tử nội môn cư trú. Trưởng lão nha, là Lục Vân trưởng lão. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Lục Vân. Hàn Kiếm Thu nhíu mày. Trước đó là trưởng lão ngoại môn, tiến cử thiên tài có công, nhận ban thưởng, ngày hôm nay mới đột phá tu vi, đi đến chân tiên cảnh, đã được mời làm trưởng lão nội môn. Thấy hắn chưa từng nghe qua. Hà Thiên trưởng lão vội vàng trả lời. Trưởng lão ngoại môn cực thấp, thân là tông chủ, không biết rất bình thường. Trưởng lão ngoại môn, vừa đột phá. Nói như vậy, trước ngươi là đệ tử ngoại môn. Hàn Kiếm Thu tràn đầy không tin nhìn về phía thanh niên trước mắt. Đệ tử ngoại môn, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý. Thật hay giả? Lúc nào ngoại môn của Lăng Vân kiếm các lợi hại như vậy?
khó trách muốn treo lên đánh nội môn, hạch tâm, thậm chí trưởng lão. Nguyên lai là không được trọng dụng. Ngoại môn, Trương Huyền xấu hổ, ta còn không phải đệ tử kiếm các. Nói xong, thấy vẻ mặt mọi người dại ra, dầu dĩ một chút, cắn răng nói. Nếu không, lệnh bài cùng đồng thường kiếm này, ta từ bỏ, đều trả lại ngươi. Hết chương 3634. Chương 3635. Điều kiện đồng thường kiếm tấn cấp. Bạch Diệp trưởng lão biết thân phận chân thực của Trương Huyền, còn chưa kịp báo, liền muốn thử kiếm, sau đó liền phát sinh những sự tình này. Bởi vậy, ở đây ai cũng không nghĩ tới, vị siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý này, không ở hạch tâm, không ở nội môn, không ở ngoại môn. Thậm chí, ngay cả đệ tử Lăng Vân kiếm các cũng không phải. Vậy thì xấu hổ. Một gia hỏa ngay cả đệ tử cũng không phải, lĩnh ngộ kiếm ý của tổ sư khai phái không nói, còn đánh bọn họ từ đệ tử đến tông chủ một trận. Nghe xong giới thiệu, đám người Hàn Kiếm Thu cùng Hà trưởng lão từng cái vẻ mặt kìm nén đỏ lên, hô hấp không quá thông thuận, có chút muốn tự sát. Chuyện này là sao? Truyền đi, cũng không đủ mất mặt. Ngươi, thật chỉ tới kiếm các có một ngày. Hơn nữa là thời điểm đi ngang qua sơn môn, cảm ngộ được kiếm ý. Hà trưởng lão muốn khóc. Hắn đứng ở sơn môn, liên tục cảm ngộ hơn 30 năm, nóng lạnh không ngừng, kết quả. Cọng lông cũng không có cảm ngộ một cái, người ta ngược lại tốt, đi ngang qua liếc mắt nhìn liền lĩnh ngộ. Không nên đả kích người như vậy. Đúng vậy, đại khái dùng mấy hơi thở. Trương Huyền gật đầu. Con mắt Hà trưởng lão biến thành màu đen. Xem ra thần chi kiếm ý, cũng không phải thời gian càng lâu, càng có thể thành công cảm ngộ. Thấy Hà trưởng lão một bộ không muốn sống, Hàn Kiếm Thu tông chủ an ủi một câu, nhìn lại. Lĩnh ngộ kiếm ý tiên tổ, chẳng khác nào thành đời tông chủ tiếp theo, không người nào có thể thay thế. Không phải đệ tử vừa vặn, từ giờ trở đi, chính là trưởng lão hạch tâm của tông môn, hưởng thụ tất cả đặc quyền của trưởng lão. Mấy ngàn năm qua, vị thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý tiên tổ, Lăng Vân kiếm các có thể biến thành Lăng Vân kiếm thần các hay không, khả năng còn phải dựa vào vị trước mắt này, khẳng định không thể để cho hắn rời khỏi. Không phải đệ tử, lại thu nhận làm nội môn, hạch tâm đều không thích hợp. Dù sao một mình đấu tông chủ, đại trưởng lão, toàn bộ tông môn không có người có tư cách truyền thụ cho hắn kiếm pháp. Đã như vậy, còn không bằng trở thành trưởng lão. Mọi người ngồi ngang hàng, về sau kế vị tông chủ cũng đơn giản không ít. Trưởng lão. Trương Huyền ngẩn ngơ. Như vậy liền thành trưởng lão. Không sai, bất quá. Cái thân phận trưởng lão này, tạm thời không thể công bố, đợi tu vi đến tiên quân, mới có thể nói ra. Hàn Kiếm Thu nói. Tin tức thần chi kiếm ý bị người lĩnh ngộ đã bị tiết lộ, bây giờ nhiều ra một vị trưởng lão trẻ tuổi như vậy, không khiến người ta nghi ngờ là giả. Vì lý do an toàn, vẫn là biết điều một ít cho thỏa đáng. Cái kia, ta có thể tới quan sát tàng thư khố của trưởng lão hay không? Dừng lại một chút, Trương Huyền hỏi. Công bố hay không, không đáng kể, dù sao hắn không thích nói toạc, chỉ cần có sách nhìn, mặt khác đều là việc nhỏ. Đương nhiên, Hàn Kiếm Thu gật đầu. Cổ tay khẽ đảo. Đây là lệnh bài đại biểu thân phận trưởng lão, không ghi chú tên của ngươi, nhưng có ấn ký đặc thù của ta, địa phương trưởng lão hạch tâm có thể đi, ngươi cũng có thể đi qua. Cũng có thể mượn tài nguyên tông môn cho mình sử dụng, nhưng kỳ không thể quá nhiều. Đa tạ tông chủ. Trương Huyền nhận lấy lệnh bài. Có thứ này, liền có thể đi siêu tập công pháp chân tiên cảnh, thành công đột phá. Chỉ cần đến chân tiên cảnh đỉnh phong, dựa vào năng lực vượt cấp chiến đấu. Cường giả tiên quân cảnh cũng có thể chiến một trận, coi như ở toàn bộ đại lục, cũng coi như được an toàn. Dựa theo đạo lý bình thường, mỗi trưởng lão đều có thuộc biệt viện của mình, bất quá. Vì an toàn, trước tạm thời không chuẩn bị cho ngươi, vẫn ở nội môn A. Dừng lại một chút, Hàn Kiếm Thu tông chủ mang theo lúng túng nói. Là tông chủ tương lai, nhưng đãi ngộ thực sự có chút không cách nào mở miệng. Tốt, Trương Huyền không thèm để ý. Nếu như bây giờ cho biệt viện trưởng lão, chẳng khác nào công bố thân phận, không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Tất cả giao phó xong, Hàn tông chủ dừng lại phút chốc. Bây giờ ngươi đã là trưởng lão, thông thần điện hạch tâm, nội môn cũng đừng đi. Trương Huyền đáp ứng. Có khổng sư đưa tặng lệnh bài, tài nguyên tu luyện không thiếu, khẳng định chẳng muốn đi chơi đùa hạch tâm, nội môn. Cáo từ. Nên hỏi đã hỏi, đối phương cũng xác nhận thân phận mình. Trương Huyền không nói thêm lời, xoay người đi ra trưởng lão điện.
Bạch Diệp trưởng lão đi theo ra ngoài, đưa hắn về. Hắn vừa rời đi, gian phòng liền an tĩnh lại. Qua không biết bao lâu, Hà trưởng lão nhìn về phía lão giả trước mắt. Tông chủ, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tốt nhất là trực tiếp đi vào kiếm ý cung tu luyện, như vậy tiến bộ sẽ nhanh hơn một ít, hắn hiện tại cũng có tư cách này, vì sao ngươi? Kiếm ý cung, là nơi thần bí nhất Lăng Vân kiếm các, sau khi trở thành tông chủ, sẽ tiến vào bên trong rèn luyện kiếm ý, từ đó đột phá đến ngụy thần cảnh, tu vi đại tăng. Vị Trương Huyền này, đã lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, trở thành tông chủ là sự tình ván đã đóng thuyền, không ai dị nghị, vì có thể để cho nhanh chóng tấn cấp, đi vào kiếm ý cung là lựa chọn tốt nhất, vì sao tông chủ không nói. Kiếm ý cung, lưu giữ vô số kiếm ý quý giá của tiên tổ Lăng Vân kiếm các, hậu nhân tiến vào bên trong, có thể chiêm ngưỡng, học tập, hơn nữa rèn luyện lực lượng bản thân, quả thực có thể khiến người ta cấp tốc tiến bộ, nhưng... Hàn kiếm thu tông chủ cười khổ một tiếng. Trương Huyền đã lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, ý cảnh cao hơn tất cả tiên tổ. Ta sợ tiến vào bên trong, không những không tạo nên tác dụng rèn luyện, sẽ còn hủy diệt cả kiếm ý cung. Dù sao trong một ngày, nội môn, hạch tâm, thậm chí trưởng lão điện chúng ta đều bị đơn đấu, vẫn là... Cho tiên tổ chút mặt mũi đi. Hà trưởng lão nhảy dựng. Cũng đúng. Cái tên này làm ầm ĩ vô cùng, nội môn, hạch tâm đều bị đá, ngộ nhỡ chạy đến kiếm ý cung. Không phải đi học tập, mà là đơn đấu, để tất cả tiên tổ còn mặt mũi nào tồn tại. Vẫn là tông chủ suy tính chu toàn, nếu không, làm hậu bối, mất mặt cũng mất chết rồi. Hà trưởng lão, cựu trưởng lão, trong kiếm các, ta sợ cũng không có an toàn như vậy, làm phiền hai người các ngươi để ý, chăm sóc Trương Huyền một chút. Mới đi đến tông môn một ngày, liền lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, có lẽ Lăng Vân kiếm các chúng ta, không chỉ có thể khôi phục vinh quang của tiên tổ. Càng có thể giống như thông thần điện, bao trùm ở trên năm đại tông môn khác. Trong mắt Hàn Kiếm Thu tràn đầy kích động. Tuy Trương Huyền thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng thực lực là thực sự mạnh mẽ. Đặc biệt là lý giải kiếm pháp, cao minh hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần hắn trưởng thành đến cảnh giới nhất định, Lăng Vân kiếm các lần nữa đoạt nửa chữ, trở thành đứng đầu 6 đại tông môn, thậm chí vượt qua thông thần điện cũng chưa biết chừng. Tông chủ yên tâm. Đám người Hà trưởng lão gật đầu. Vì tông môn, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trở lại tiểu viện của Thiện Hiểu Thiên, chỉ điểm đám người Bạch Nguyễn Khanh một hồi, Trương Huyền trở lại gian phòng của mình. Bốn phía bố trí xong cấm chế, lúc này mới khẽ đảo cổ tay, lệnh bài của Khổng Sư xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ lên, luyện hóa, rất nhanh hiểu rõ công dụng. Đó cũng không phải thông thần ngọc phù, cũng không cách nào đi vào thông thần điện, mà là một loại tín vật. Chỉ cần luyện hóa, đi vào thông thần điện ngoại giới, liền có thể tùy ý mua sắm bảo vật tăng cao tu vi, bao nhiêu cũng không cần dùng tiền. Có thể nói, đối phương vừa ra tay, liền cho một thẻ vàng tiêu hao vô tận, tùy ý cả. Không hổ là Khổng Sư, thật hào phóng. Bây giờ ở trong Lăng Vân kiếm các, chờ rời đi nơi này lại nói. Lưu luyến không rời thu lệnh bài về nhẫn. Hiện tại hắn ở trong Lăng Vân kiếm các, cho dù có thông thần ngọc phù. Tiến vào cũng là mạng máy tính cục bộ, muốn đi vào thông thần điện ngoại giới, hưởng thụ kim tệ vô tận, nhất định phải rời khỏi phạm vi đặc biệt. Luyện hóa lệnh bài, biết hiện tại không thể dùng, Trương Huyền lần nữa lật tay, đồng thường kiếm xuất hiện. Trường kiếm vừa xuất hiện, không gian bốn phía lập tức xuất hiện vết rách, dường như không chịu nổi trên thân kiếm tỏa ra lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Không hổ là vũ khí tiên quân đỉnh phong, uy lực lớn kinh người. Tiểu tử. Ta là nhận mệnh lệnh, đi theo bên cạnh ngươi, muốn luyện hóa ta. Thực lực ngươi bây giờ còn kém xa lắm, khuyên ngươi đừng phí công, mặt khác, không có việc gì tốt nhất đừng lấy ta ra, nếu không ta sợ sẽ không khống chế được đánh ngươi một trầu. Đồng thường kiếm vặn vẹo một chút, khẽ nói. Thân là vũ khí tiên quân cảnh đỉnh phong, muốn nhận một hư tiên cảnh làm chủ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đánh ta! Trương Huyền cười cười, ngón tay ở trên kiếm phong nhẹ nhàng vạch một cái. Nếu như không nhìn lầm, người hẳn là đúc kiếm sư xếp hạng thứ 3, Âu Dương Thanh Phong rèn đúc thành A. Không sai. Đồng thường kiếm lắc lư một cái. Âu Dương Thanh Phong, là đúc kiếm sư nổi danh đại lục, danh khí cực lớn, cả đời trường kiếm tiên quân cảnh rèn đúc trọn vẹn 7 chuôi, trở thành truyền kỳ. Nguyên nhân chính là như vậy, một mực dùng cái thân phận này tự ngạo. Đúc kiếm thuật của Âu Dương Thanh Phong đại sư, quả thực rất mạnh, dùng huyền dương thiết cùng thâm hải huyền tinh. Lại phối hợp phương pháp rèn đúc cao minh,
cấp bậc của ngươi, vốn có thể tiến thêm một bước, lại chỉ là tiên quân đỉnh phong. Có biết vì sao không? Trương Huyền nhìn qua. Trường kiếm trước mắt, sử dụng chất liệu đều là hy hữu hiếm thấy trên đại lục, cực kỳ chân quý, thủ pháp rèn đúc cũng rất cao minh, tình huống bình thường, vận khí tốt, có cơ hội tấn cấp ngụy thần cảnh, mà bây giờ chỉ là tiên quân đỉnh phong, không thể không nói cực kỳ đáng tiếc. Tiến thêm một bước, ngụy thần cảnh, toàn bộ đại lục cũng không có mấy món, muốn thành công sao mà khó khăn, đừng dùng những lời này tới mê hoặc ta. Đồng thường kiếm lay động một cái. Nếu như ngươi muốn dựa vào mấy câu liền để ta thần phục, vẫn là tỉnh lại đi. Đi đến cấp bậc như nó, không có khả năng tùy tiện nhận chủ. Cho dù chủ nhân trước đó của nó, cũng hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mới thành công thu hoạch được công nhận, cuối cùng luyện hóa. Mê hoặc, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Dùng chất liệu của ngươi, phối hợp thêm phương pháp luyện khí, tình huống bình thường, tấn cấp ngụy thần cảnh khả năng chỉ có 1/10. Hơn nữa còn phải có lực lượng đặc thù gia trì. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lại. Bất quá, ta chỗ này, chỉ cần ta nguyện ý, có thể để cho ngươi 100% đến ngụy thần cảnh. Ồ, vì sao ngươi có tự tin như vậy? Nói nghe một chút. Đồng thường kiếm bộ dáng lười biếng, căn bản không tin. Vũ khí ngụy thần cảnh, nếu như dễ dàng tấn cấp, trên đại lục sẽ không ít như vậy. Hàn kiếm thu cũng không làm được, không tin một hư tiên cảnh có thể hoàn thành. Rất đơn giản. Cũng không phí lời, Trương Huyền chập ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm ý lập tức tản mát ra. Chính là thần chi kiếm ý trước đó lĩnh ngộ. Cảm thụ kiếm ý, trùng trùng điệp điệp, như thần linh tự thân thi triển, ẩn chứa huyền diệu vô cùng vô tận, đồng thường kiếm cứng đờ. Ngươi lĩnh ngộ, thần chi kiếm ý. Không sai, ngươi hẳn rõ ràng, thần chi kiếm ý, thần linh mới có thể thi triển, ta dùng loại kiếm ý này tẩm bổ ngươi. Ngươi tấn cấp ngụy thần cảnh bao lớn? Trương Huyền nói. Trường kiếm tiên quân cảnh, muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, kiếm ý tẩm bổ là tốt nhất, mà thần chi kiếm ý của hắn, chính là đồ vật tốt nhất, không có loại thứ hai. Là tỷ lệ lớn, nhưng bây giờ tu vi ngươi quá thấp, ta vẫn không thần phục ngươi. Dừng lại một chút, đồng thường kiếm vẫn trực tiếp từ chối. Hô! Đúng lúc này, một cái hồ lô bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Nhẹ nhàng run rẩy, liền nuốt trường kiếm xuống. Cùng nó phí lời như vậy làm gì, không thần phục, nuốt là được. Âm thanh hồ lô vang lên. Hết chương 3635. Chương 3636. Tàng thư khố trưởng lão. Ngươi, không nghĩ tới cái hồ lô này hung tàn như vậy, há miệng liền nuốt trường kiếm tiên quân đỉnh phong. Trương Huyền tức giận vội vàng tiến lên, lấy ra một cái búa, mạnh mẽ bổ tới. Nhanh phun ra. Chuôi kiếm này, là hắn dùng để bảo vệ tính mạng, thật muốn bị nuốt, tổn thất lớn không gì sánh kịp. Còn cái tên này, không có chút tin cậy nào, căn bản không trông cậy được. Một cái phá kiếm, ở đây chém gió tự kỷ, vẫn là cho ta ăn đi. Hồ lô giãy giụa, nhanh nhổ ra, nếu không có tin ta không cho ngươi đồ ăn hay không. Trương Huyền tức giận sắp nổ tung. Cái ngoạn ý gì a? Cả ngày chỉ biết ăn. Bất quá tuy buồn bực. Nhưng trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Trước đó vẫn cảm thấy cái hồ lô này cực kỳ không đáng tin cậy, nhiều nhất nước tắm có thể dùng chữa thương, mặt khác không có tác dụng quá lớn, không nghĩ tới vũ khí tiên quân cảnh cũng có thể nuốt. Có thể làm được điểm ấy, chẳng phải chứng minh, cường đại hơn vũ khí tiên quân cảnh. Thấy chủ nhân nói quyết tuyệt như vậy, chần chờ một chút, hồ lô nhẹ nhàng run rẩy, đầy vẻ không muốn phun đồng thường kiếm ra. Không nhổ không được. Vị chủ nhân trước mắt này về sau đưa cho đồ vật, khẳng định nhiều hơn thôn phệ một thanh kiếm. Lựa chọn thế nào, trong lòng nó hiểu rõ. Không nói cái khác, chỉ nói chân khí có thể để cho nó khôi phục nhanh chóng, cũng không phải một thanh kiếm có thể so sánh. Ngươi là ai? Đồng thường kiếm bị phun ra sắp sợ choáng váng. Đường đường tiên quân đỉnh phong, lợi khí nổi danh thiên hạ, lại bị một cái hồ lô nuốt. Suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Không nhận chủ. Tin lại ngươi ăn hay không, biến thành một đống phân ị ra. Hồ lô khó chịu. Ta. Đồng thường kiếm run run phút chốc, đột nhiên cả người chính khí. Ta lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, liền biết hắn uy vũ bất phàm, trực tiếp muốn nhận chủ, vừa rồi sở dĩ làm như vậy, là muốn khảo nghiệm một chút mà thôi. Trương Huyền che chán. Không nghĩ tới vũ khí tiên quân cảnh cũng không biết xấu hổ như vậy. Rất nhanh nhận chủ xong.
cảm giác trường kiếm triệt để nhận mình khống chế, Trương Huyền nháy con mắt. Xem ra cái hồ lô này, cũng không phải chỉ ăn cơm không, vẫn có tác dụng nhất định. Tuy dựa vào thư viện nhìn ra thiếu hụt, đồng thường kiếm sớm muộn cũng có thể luyện hóa, nhưng khẳng định không có thuận lợi như vậy. Kiếm của tiên quân cảnh, uy lực quá lớn, cho dù nắm giữ thần chi kiếm ý, cũng không cách nào khởi động bình thường. Luyện hóa trường kiếm, rốt cuộc minh bạch đồng thường kiếm đáng sợ bao nhiêu. Khó trách không muốn nhận mình làm chủ. Thực lực hư tiên cảnh, ở trước mặt đối phương, không mạnh mẽ hơn sâu kiến quá nhiều. Có thể nói, thực lực bây giờ, ngay cả 1% uy lực của đối phương cũng phóng thích không ra. Dù vậy dùng chuôi kiếm này, đánh bất ngờ mà nói, tiên quân cũng có thể chém giết. Có thể nói, tiên quân trở xuống, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Thậm chí tiên quân cũng không cần lo lắng quá mức. Chân chính có năng lực bảo vệ tính mạng. Thu, tinh thần khẽ động, kiếm bị bắt vào nhẫn. Lần này làm không tệ, ta sẽ mua một ít đan dược cho ngươi ăn, xem như ban thưởng. Thỏa mãn nhìn hồ lô một chút. Nếu không phải tên này, không có khả năng luyện hóa nhanh như vậy, lần này xem như lập công. Trấn an hồ lô vài câu, lần nữa thu về đan điền, Trương Huyền ra khỏi phòng. Biết Lạc Nhược Hy có thể là thần linh, áp lực của hắn trở nên càng lớn, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Giờ khắc này đột phá hư tiên đỉnh phong đại khái hơn một canh giờ. Cũng coi như có một đoạn thời gian, nên đi tìm sách nhìn, tranh thủ nhanh đột phá. Chỉ cần đến chân tiên cảnh, dựa vào thiên đạo chân khí tinh thuần, thần chi kiếm ý cùng với đồng thường kiếm, tiên quân cũng có thể chiến một trận. Đi ra tiểu viện, mượn thánh thú phi hành của Bạch Nguyễn Khanh, bay về nơi ở trưởng lão. Thư tịch ở tàng thư khố của đệ tử nội môn, phần lớn đều là hư tiên cảnh trở xuống, đệ tử hạch tâm, hầu như đều là chân tiên cảnh trở xuống, muốn xem chân tiên cảnh, thậm chí công pháp tiên quân cảnh, chỉ có thể đi tàng thư khố của trưởng lão. Đi vào trước mặt, lấy ra lệnh bài của Hàn Kiếm Thu, quả nhiên thuận lợi tiến vào. Tàng thư khố trưởng lão, không có hùng vĩ như tàng thư khố của đệ tử hạch tâm, chỉ có hai tầng lầu nhỏ, rất thưa thớt, mấy cái giá sách trưng bày trong đó. Trương Huyền cau mày, nhìn sang. Bí pháp chân tiên cảnh, quả nhiên ở bên trong, chẳng qua số lượng không phải rất nhiều. Rất nhanh thu vào thư viện. Chỉ có hơn 600 bản. Trương Huyền dừng lại. Tàng thư khố trưởng lão, công pháp tu luyện liên quan tới chân tiên cảnh, chỉ có hơn 600 bản, thiếu xa số lượng 1.000 bản. Đi đến lầu 2. Là công pháp tiên quân tu luyện, có điều số lượng càng ít. Chỉ có hơn 10 bản. Cái này... Trương Huyền rầu rĩ. Người khác tu luyện, chỉ cần quyết định một môn công pháp, cố gắng nghiên cứu là được, mà hắn, cần càng nhiều thư tịch, tấn cấp thiên đạo pháp quyết, mới có thể tiếp tục. Nói thật, hơn 600 bản công pháp chân tiên cảnh, trừ đại tông môn như Lăng Vân Kiếm Các, địa phương khác căn bản không có khả năng tìm được, số lượng đã rất nhiều. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Chính xác. Tinh thần khẽ động, công pháp chân tiên cảnh hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một bản bí tịch, mở ra xem xét, Trương Huyền lắc đầu. Giống như suy đoán, sai lầm thực sự quá nhiều, chừng 7 chỗ. Chỉ có 7 chỗ, đối với người khác mà nói, đã được cho bí tịch tuyệt thế, hắn lại khó mà tu luyện. Xem ra còn phải tìm kiếm đủ bí tịch. Xoa xoa mi tâm. Muốn loại bỏ 7 chỗ thiếu hụt, chỉ sợ ít nhất phải 300-400 bản công pháp chân tiên cảnh nữa, mà loại pháp quyết này, mua, giá trị không biết bao nhiêu. Vừa mới kiếm chút kiếm các tệ kia, khẳng định không đủ. Lại chuyển vài vòng, thu sạch tất cả thư tịch vào trong óc, phát hiện quả thực không cách nào hình thành thiên đạo công pháp, Trương Huyền đành phải bất đắc dĩ đi ra. Một bên bay về, một bên suy tư. Chân tiên, ở địa phương như Lăng Vân Kiếm Các, cũng đủ làm trưởng lão nội môn, trong hạch tâm, có thể đi đến loại cấp bậc này cũng không nhiều. Có thể nói, ở toàn bộ đại lục, cũng được cho một phương cường hào. Đổi lại danh sư đại lục. Đã có thể so sánh với đại thánh. Đi đến loại cấp bậc này, công pháp thưa thớt, cực kỳ bình thường. Có thể tìm tới hơn 600 bản, đủ để chứng minh Lăng Vân Kiếm Các mạnh mẽ. Nhưng thu thập không đủ, liền không có cách nào tu luyện. Để hắn tu luyện công pháp có 7 chỗ thiếu hụt, còn không bằng giết được rồi. Khổng sư cho lệnh bài kia, có thể tùy ý mua sắm đan dược dùng để tấn cấp. Không biết công pháp có thể mua hay không. Trong lòng hơi động. Một cái ý nghĩ xông ra. Khổng sư cho lệnh bài, căn cứ Hàn Kiếm Thu tông chủ nói, có thể tùy ý mua sắm đan dược dùng để tấn cấp, tiêu hao vô tận. Đã như vậy,
có thể dùng để mua sắm công pháp chân tiên cảnh hay không? Trước đó mua không nổi, nhưng có thứ này, hoàn toàn có thể tùy ý mua. Nghĩ đến cái này, con mắt sáng lên, có điều rất nhanh thì cười khổ. Cần rời khỏi Lăng Vân Kiếm Các mới được. Cái lệnh bài này, ở nội bộ Lăng Vân Kiếm Các không thể sử dụng, muốn chân chính phát huy hiệu quả, phải đi thông thần điện bên ngoài. Trước đi hỏi một chút. Trở lại tiểu viện, thấy Bạch Nguyễn Khanh còn không có rời khỏi, Trương Huyền hỏi. Không biết, thành trấn cách kiếm các gần nhất ở hương hướng nào, nơi đó có thông thần điện không? Người muốn đi ra ngoài. Bạch Nguyễn Khanh sững sờ. Có quyết định này. Trương Huyền cũng không phủ nhận. Thành trấn cách kiếm các gần nhất gọi Ô Hải Thành, cách đây đại khái hơn 3.000 dặm, bởi vì tới gần Ô Hải mà đặt tên, thành thị rất lớn, coi là nhất lưu, có thông thần điện. Bạch Nguyễn Khanh nói. Không xa lắm. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. 3.000 dặm, thánh thú phi hành hơn một canh giờ liền có thể đến, xem như rất gần. Là không xa, chỉ là kiếm các không cho phép đệ tử tùy tiện rời đi, thật muốn ra ngoài, phải tiêu phí công phu rất lớn, thậm chí còn phải được trưởng lão điện xem xét, không có vài ngày là không làm được. Bạch Nguyễn Khanh giải thích. Mấy ngày? Trương Huyền nhíu mày, thời gian dài như vậy, quả thực rất phiền toái. Đệ tử ra ngoài phiền toái như vậy, trưởng lão thì sao? Có thể tùy ý rời khỏi hay không? Cũng không được, trưởng lão không có sự tình đặc thù, cũng không cho phép tùy ý rời khỏi tông môn. Bạch Nguyễn Khanh giải thích. Trừ khi, gia gia của nàng là một trong tam đại trưởng lão Bạch Diệp trưởng lão, đối với quy củ biết rất rõ ràng. Trừ khi cái gì? Trừ khi ra ngoài làm nhiệm vụ, bình thường mà nói, mặc kệ là trưởng lão hay đệ tử, có thể rất dễ dàng rời khỏi, sẽ không bị làm khó. Bạch Nguyễn Khanh nói. Nhiệm vụ. Bất luận đệ tử nội môn hay đệ tử hạch tâm, không có kiếm các tệ sử dụng, đều sẽ đi nhiệm vụ điện nhận lấy, có nhiệm vụ bài, có thể tùy thời rời khỏi tông môn, mà sẽ không bị người hạn chế. Bạch Nguyễn Khanh giải thích. Trương Huyền giật mình. Làm nhiệm vụ kiếm tiền, trước đó liền nghe nói qua, nhưng ngại tiền quá chậm, mới không có đi làm. Sư thúc, người thật muốn ra ngoài, ta có thể đi lĩnh nhiệm vụ, sau đó chúng ta đến Ô Hải Thành. Bạch Nguyễn Khanh cười cười. Nàng đã sớm muốn rời sơn môn ra ngoài sông Sáo, đáng tiếc ra ra một mực không cho phép, nhiệm vụ rời khỏi tông môn, dù nhận không ít, nhưng cách không bao xa, nếu như lần này có thể cùng sư thúc chung một chỗ, chắc hẳn ra ra sẽ không ngăn cản. Ô Hải Thành, là thành thị phồn hoa nhất lân cận Lăng Vân Kiếm Các, nàng nghe tiếng đã lâu, cực kỳ muốn qua. Vậy ngươi nhận nhiệm vụ, chúng ta cùng đi xem. Trương Huyền gật đầu đồng ý. Thân phận của hắn nhận lấy nhiệm vụ cũng không tiện. Bạch Nguyễn Khanh mà nói, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Đi thôi. Thấy hắn đáp ứng, Bạch Nguyễn Khanh nhảy lên lưng thú, hai người bay về phía nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện, là địa phương phân phối nhiệm vụ của Lăng Vân Kiếm Các, sẽ căn cứ độ khó nhiệm vụ khác biệt, thiết trí đẳng cấp cùng số lượng kiếm các tệ. Đi vào trong đó, tìm một hồi, phát hiện không ít nhiệm vụ ở Ô Hải Thành. Nhiệm vụ ở Ô Hải Thành, bình thường mà nói, đều tương đối khó. Nhưng thanh toán thủ lao rất mê người. Ô Hải Thành Ô Hải Thương Hội, nhiệm vụ giám bảo, giá trị 30 kiếm các tệ. Cái này đi. Tuyển một hồi, Trương Huyền mỉm cười. Những nhiệm vụ khác, đều cần tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng nhiệm vụ này, chỉ là giám bảo, hẳn cực kỳ nhẹ nhõm, đi qua hoàn thành nhiệm vụ, cũng không chậm trễ hắn đi vào thông thần điện. Hết chương 3636. Chương 3637. Hàn Tông Chủ khiếp sợ. Sư thúc, cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đôi mi thanh tú của Bạch Nguyễn Khanh hơi nhíu lên. Ô Hải Thành có hết thảy 17 nhiệm vụ, phần lớn đều khoảng 20 kiếm các tệ, ngay cả cứu chữa con gái thành chủ, cũng mới giá trị 25, một cái dám bảo, vậy mà chân quý như thế, không cảm thấy có chút kỳ quái sao. Nàng bình thường không so đo cái gì cũng nhìn ra vấn đề, chẳng lẽ sư thúc không nhìn ra? Không sao cả. Trương Huyền xua tay. Hắn đương nhiên sớm đã nhìn ra, nhưng dám bảo, có thư viện, lại khó cũng không phải vấn đề. Nhiều nhất là mò hay không mò mà thôi. Sư thúc làm ra quyết định, vậy ta liền mặc kệ, dù sao ta dám bảo một chữ cũng không biết. Thấy đối phương bình tĩnh như vậy, Bạch Nguyễn Khanh không phí lời nữa. Hiện tại nàng đối với vị sư thúc trước mắt này, có một loại sùng bái mù quáng, đối phương đã không thèm để ý, khẳng định không có gì. Xác định nhiệm vụ, sau đó chính là nhận lấy, Bạch Nguyễn Khanh dù rất ít đi làm,
lại từ nhỏ đi theo sau lưng Gia Gia, xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền lấy lệnh bài nhiệm vụ đến trong tay, một khi hoàn thành, lệnh bài sẽ tự động phản hồi tin tức, từ đó thanh toán ban thưởng. Đương nhiên, cũng có thời gian hạn chế, Ô Hải Thành tương đối gần, dám bảo cũng không dính dáng thám hiểm, 3 ngày không hoàn thành được, không những không kiếm được tiền, ngược lại sẽ bồi thường 3 kiếm cắt tệ. Mang theo lệnh bài nhiệm vụ, ngồi lên thánh thú phi hành, hai người rời khỏi tông môn, bay về phía Ô Hải Thành. Nghe trưởng lão báo cáo, Hàn Kiếm Thu xoa xoa mi tâm. Vị tông chủ tương lai này, thật đúng là không bớt lo, vừa bàn giao không nên đi gây họa nội môn, hạch tâm thậm chí trưởng lão điện. Liền chạy tới Ô Hải Thành. Không thể thành thành thật thật ở trong tông môn, hảo hảo tu luyện sao? Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chứng minh lý giải đối với kiếm đạo, đã đi đến đỉnh phong. Hiện tại phải làm nhất là tu luyện, tăng cao tu vi, chỉ cần thực lực tăng lên tới tiên quân cảnh. Mình cũng chưa hẳn có thể là đối thủ, ngang dọc thiên địa, không ai cản nổi. Cái tên này ngược lại tốt, bắt nạt xong nội môn thì bắt nạt hạch tâm, bắt nạt xong hạch tâm đi bắt nạt trưởng lão cùng tông chủ, tất cả đều bắt nạt xong. Lại con mẹ nó chạy Ô Hải Thành. Một ngày không trang bức sẽ chết sao? Lại nói, coi như không tu luyện, vừa cho ngươi một thanh trường kiếm, tốt xấu cũng bồi dưỡng một chút tình cảm, vì về sau luyện hóa làm chuẩn bị a. Có cần bắt trở lại? Để hắn hảo hảo tu luyện hay không? Hà trưởng lão cũng tức giận sắc mặt xanh xám. Tốt nhất bắt trở lại. Hàn Kiếm Thu gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc hỏi. Tốc độ tu luyện của hắn ra sao? 20 tuổi, tu vi có thể đi đến hư tiên cảnh sơ kỳ, cũng không tính yếu. Nếu có tính toán tu luyện thuộc về mình, chúng ta cũng đừng có can thiệp, quá chậm, ngược lại có thể để cho hắn tĩnh tâm. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, có thành phần ngộ tính cùng vận khí. Mà tu luyện chân khí cùng tiên lực, thì cần một bước một dấu chân, mạnh mẽ tiến lên. Đối phương có thể bằng chừng ấy tuổi đi đến hư tiên cảnh sơ kỳ, hẳn là cũng tính chăm chỉ, làm sao hiện tại xem ra, như vậy không tuân quy củ như thế. Nguyễn Khanh cùng với hắn một chỗ, ta hỏi một chút. Bạch Diệp trưởng lão nói. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Đưa tin qua, rất nhanh tiếp thu được tin tức, nhìn rõ ràng nội dung, Bạch Diệp trưởng lão dùng sức vuốt mắt, sợ nhìn lầm. Làm sao vậy? Thấy hắn như vậy, mọi người vây quanh. Nguyễn Khanh nói cho ta biết, nàng nghe bọn người Lục Vân trưởng lão nói. Hôm qua thời điểm Trương Huyền vừa tiến vào kiếm các, chỉ là cổ thánh tứ trọng sơ kỳ. Bạch Diệp trưởng lão cười khổ. Cổ thánh tứ trọng sơ kỳ, ý của ngươi là, một ngày, hắn từ sơ kỳ, tấn cấp đến hư tiên cảnh sơ kỳ, chọn một đại cấp bậc. Đồng tử Hàn Kiếm Thu co rụt lại. Cổ thánh tứ trọng, dù không tính quá cao. Nhưng muốn trong một ngày liền hoàn thành, vẫn rất khó làm được. Không chỉ như vậy, Nguyễn Khanh truyền tin tức nói, hình như là, hiện tại hắn đã là hư tiên cảnh đỉnh phong. Bạch Diệp trưởng lão nói, đỉnh phong, mọi người đều sững sờ. Nửa canh giờ trước, cùng bọn hắn tỉ đấu, không phải sơ kỳ sao? Lúc nào biến thành đỉnh phong? Để Lục Vân trưởng lão tới. Suy nghĩ phút chốc, Hàn Kiếm Thu dặn dò. Tông chủ có mệnh lệnh. Thời gian không dài, Lục Vân trưởng lão đi vào trước mặt. Sự tình ngươi đi Huyền Giang Thành thu học sinh, nói rõ chi tiết một lần. Hàn Kiếm Thu nói. Vâng, Lục Vân trưởng lão biết, nhìn thấy, nói rõ chi tiết một lần. Ngươi nói, khoảng một canh giờ, Trương Huyền để Thiện Hiểu Thiên, từ Đại Thánh Tam Trọng đạt đến Cổ Thánh. Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, từng cái ra mặt lay động. Bọn họ thân là cường giả tiên quân cảnh, kiến thức rộng rãi. Nhưng một canh giờ, để cho người ta tấn thăng hai đại cấp bậc, còn chưa từng nghe qua. Vâng, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Lục Vân trưởng lão gật đầu. Thời điểm đó Trương Huyền, cũng đúng là, cổ thánh tứ trọng sơ kỳ. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, sự tình hôm nay, ai cũng không được nói. Khoát tay áo, an bài Lục Vân trưởng lão rời khỏi, gian phòng liền an tĩnh lại. Còn tưởng rằng tên này suốt ngày chỉ biết trang bức. Không chăm chỉ tu luyện, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Người ta một ngày, liền từ cổ thánh tứ trọng sơ kỳ, đạt đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Loại tốc độ tiến bộ này, tổ sư khai phái gặp cũng sẽ cảm giác xấu hổ, không dám so sánh. Vậy, còn bắt trở lại không? Lặng im phút chốc, một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. Vừa rồi Hà trưởng lão cùng tông chủ đều chủ trương bắt trở lại, làm cho đối phương hảo hảo tu luyện, đừng đi ra ngoài ngao du, hiện tại. Tốc độ tu luyện của người ta nhanh dọa chết người,
ở trước loại tốc độ này, mọi người không khác cặn bã. Sự tình bắt người, còn muốn tiếp tục không? Hắn có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, khẳng định có hệ thống tu luyện cùng phương pháp của mình. Trước không bắt, cựu trưởng lão, người lặng lẽ theo ở phía sau, không nên để bị phát hiện, nhất định bảo đảm an toàn của hắn. Dừng lại một chút, Hàn Kiếm Thu bàn giao. Vâng, cựu trưởng lão gật đầu, xoay người bay ra ngoài, thời gian nháy mắt biến mất ở chân trời. Mọi người lần nữa lặng im. Nói thật, vị tông chủ tương lai này ngày hôm nay cho bọn hắn rung động, thực sự quá lớn. Kiếm thuật vô địch, tốc độ tu luyện vô địch. Đến cùng còn có bao nhiêu năng lực không muốn người biết. Thật giống, hắn lý giải đao đạo cũng rất cường đại, thi triển ra đao ý, ngay cả kiếm ý của ta, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế. Nhớ tới sự tình ngày hôm nay gặp phải, Bạch Diệp trưởng lão nhịn không được nói. Đao ý áp chế kiếm ý, nói nghe một chút. Mọi người nhìn lại. Rất nhanh Bạch Diệp trưởng lão nói rõ chi tiết một lần. Mọi người lần nữa im lặng. Kiếm pháp, trận pháp, đao pháp, cái gì cũng mạnh, cái tên này, đến cùng làm sao làm được. Đi tìm Thiện Hiểu Thiên tới. Lần nữa dừng lại phút chốc, Hàn Tông chủ dặn dò. Rất nhanh, Thiện Hiểu Thiên cũng tới trước mặt. Nói thực cho chúng ta biết, người am hiểu ném kiếm, có phải học với Trương Huyền hay không? Hàn Kiếm Thu hỏi. Vâng, đối ngoại tuyên bố, hắn là bằng hữu của ta, trên thực tế là lão sư của ta. Biết giấu giếm không được. Thiện Hiểu Thiên nói. Quả nhiên. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Như vậy, chúng ta đè thấp tu vi cùng ngươi tỉ thí, ngươi tận lực thi triển chiêu ném kiếm kia, để chúng ta nhìn uy lực một chút. Ta chỉ cùng lão sư học mấy canh giờ, lĩnh ngộ còn không tính quá tốt, có điều nếu tông chủ so mà nói, ta có thể thử một chút. Thiện Hiểu Thiên đáp ứng. Chỉ học mấy canh giờ. Không sao, chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hàn Kiếm Thu mỉm cười. Sau 3 phút, Thiện Hiểu Thiên rời khỏi trưởng lão điện. Trong gian phòng, trên đầu đám người tông chủ, Hà trưởng lão đều ghim một thanh trường kiếm, tuy không có làm bị thương chỗ hiểm, nhưng cũng đâm rách ra, máu tươi chảy xuôi. Đưa tay nhổ kiếm xuống, gian phòng lần nữa yên tĩnh giống như chết. Học mấy canh giờ, chúng ta cũng không phải đối thủ. Không biết qua bao lâu, âm thanh của Hàn Kiếm Thu vang lên, khàn khàn, có chút khóc không ra nước mắt. Trải qua Lục Vân trưởng lão nói, bọn họ biết. Thiện Hiểu Thiên ở trước khi biết Trương Huyền, kiếm thuật gì cũng không biết, nhưng chỉ dạy mấy canh giờ, bọn họ cùng cấp bậc cũng không phải đối thủ. Còn Bạch Nguyễn Khanh, học không đến nửa canh giờ, đơn đấu hạch tâm, hầu như không người có thể địch. Có cần khoa trương như vậy hay không? Làm sao cảm giác, những năm này khổ tu, đều đi đường quanh con nhỉ? Trong nháy mắt, toàn bộ trưởng lão điện đè nén không thể thở nổi. Nếu không, chờ hắn trở về, giảng bài cho chúng ta. Kìm nén không được, Hà trưởng lão nói. Trước đó, bọn họ đều cho rằng coi như đối phương lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, cũng chỉ là kiếm pháp mạnh mẽ, lý giải đối với kiếm đạo chân chính, cũng không bằng bản thân chìm đắm không biết bao nhiêu năm, hiện tại xem ra, nhóm người mình kém xa tít tắp. Đã như vậy, không bằng bỏ đi tôn nghiêm, chờ hắn trở về, hảo hảo nghe hắn truyền thụ một phen, có lẽ có thể có tiến bộ càng lớn. Tốt, chờ hắn trở về, lên lớp cho chúng ta. Lại trầm ngâm lần nữa, Hàn Kiếm Thu cuối cùng gật đầu. Không biết sự tình bản thân ngụy trang thực lực đã bị Bạch Nguyễn Khanh tiết lộ, lúc này Trương Huyền nhìn thành trấn to lớn trước mắt, tràn đầy kích động. Ô Hải Thành trước mắt không hổ là thành thị lớn nhất lân cận Lăng Vân Kiếm Các, so với thành trấn của danh sư Đường cũng hùng vĩ hơn. Lan tràn hơn ngàn cây số, thành trì to lớn, trận pháp cao minh, cao thủ liên tiếp xuất hiện, đều cho thấy thành phố này đáng sợ. Ô Hải Thành thành chủ. Là một vị cường giả tiên quân cảnh, nghe nói không yếu hơn gia gia của ta. Thấy hắn khiếp sợ, Bạch Nguyễn Khanh nói. Tuy nàng chưa từng tới nơi này, lại nghe gia gia nhắc qua, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cũng không lộ ra quá giật mình. Cường giả tiên quân cảnh. Trương Huyền líu lưỡi. Khó trách có thể trở thành thành thị nhất lưu, thực lực của phủ thành chủ, cũng có thể thấy được manh mối. Cần cường giả tiên quân tọa chấn, chứng minh chân tiên ở nơi này khẳng định không ít. Đúng vậy. Bạch Nguyễn Khanh lên tiếng, nhìn qua. Bởi vậy mặc dù chúng ta là đệ tử Lăng Vân Kiếm Các, cũng cần hành sự cẩn thận. Cường giả nhiều, liền ngư long hỗn tạp, ai cũng không dám bảo đảm an toàn. Vậy, sư thúc, bây giờ chúng ta liền đi Ô Hải Thương Hội hoàn thành nhiệm vụ giám bảo chứ? Thấy sư thúc rõ ràng,
Bạch Nguyễn Khanh không cần phải nhiều lời nữa, tò mò nhìn qua. Không cần nóng nảy đi Ô Hải Thương Hội, thông thần điện nơi này ở đâu? Mua một cái thông thần ngọc phù lại nói. Trương Huyền cười cười. T. Hết chương 3637. Chương 3638. Thu đồ. Mua thông thần ngọc phù. Không nghĩ tới sư thúc gấp gáp như vậy, Bạch Nguyễn Khanh dừng lại một chút, lên tiếng. Tốt. Dù sao nhiệm vụ trong 3 ngày hoàn thành là được. Lại nói, lần này là đi ra mở mang kiến thức, có thể hoàn thành hay không không quan trọng. Lấy ra bản đồ chuẩn dọn xong, tìm một vòng, Bạch Nguyễn Khanh xác định phương vị, điều khiển thánh thú phi hành tiếp cận nửa giờ, hai người tới một cung điện cao lớn. Chính là thông thần điện thực thể. Ô Hải Thành mua sắm đồ vật, dùng cũng là thông thần tệ đặc thù, khác biệt Huyền Giang Thành trước kia, giá trị cao hơn. Đại khái cùng kiếm các tệ, có thể làm được một so một hối đoái. Bởi vậy ở đây, có thể trực tiếp dùng kiếm các tệ tiến hành mua sắm. Bạch Nguyễn Khanh cười cười. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vốn đang lo lắng có cần lại nghĩ biện pháp kiếm tiền hay không, hiện tại xem ra không cần. Kiếm các tệ của hắn rất nhiều, mua ngọc phù mà thôi, hẳn cực kỳ đơn giản. Đi tới trước đài, tìm tới nhân viên phục vụ. Thông thần ngọc phù, cảnh giới khác biệt. Giá cả khác biệt, cổ thánh tứ trọng 20 thông thần tệ, hư tiên cảnh 200, chân tiên cảnh 2000. Cứ tăng lên gấp 10 lần. Phục vụ viên giải thích. Giá cả cùng Lăng Vân kiếm các không kém bao nhiêu. Mua 2 thông thần ngọc phù hư tiên cảnh. Trương Huyền đưa kiếm các tệ tới. Có thông thần ngọc phù của Lăng Vân kiếm các, có thể tùy thời lấy ra kiếm các tệ. Chỉ chốc lát, nhân viên phục vụ đưa tới 2 ngọc phù. Bên kia có tính thất. Tuyệt đối không có người quấy rầy, một canh giờ một thông thần tệ. Trương Huyền thuê một gian, cùng Bạch Nguyễn Khanh tiến vào bên trong. Thông thần ngọc phù xe nhẹ đường quen, hai người rất mau tiến vào trong đó. Kết cấu của thông thần điện bên trong giống ngoại giới như đúc, để cho người ta sinh ra cảm giác hoảng hốt. Trương Huyền lần nữa đi tới trước đài, tìm nhân viên, thuận tiện lấy lệnh bài của Khổng Sư ra. Giúp ta nhìn một chút, có thể mua gì? Phục vụ viên nhận lấy lệnh bài. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn lại. Tiền bối, mời tới bên này, cái lệnh bài này quy cách thực sự quá cao, ta không có quyền hạn, cần trưởng lão chúng ta tự mình tới phục vụ. Mang theo hai người đi vào một gian phòng rộng lớn, đợi một hồi, một lão giả vội vã đi tới trước mặt. Tại hạ, Ô Hải Thành thông thần điện trưởng lão, tiền bối ngươi tốt, lệnh bài của ngươi ta xem qua, là điện chủ tự mình ban tặng, có thể mua sắm bất kỳ bảo vật, dược vật tấn cấp, không cần thu bất kỳ chi phí. Khom người đến cùng, lão giả cung kính đưa lệnh bài tới. Nhìn thấy lệnh bài này như nhìn thấy điện chủ, cho dù là hắn cũng cực kỳ khiếp sợ. Bởi vậy người trước mắt này, mặc dù là hình dáng tuổi trẻ, nhưng hắn cũng không dám thất lễ chút nào. Thấy lệnh bài là thật, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Lấy cho ta 100 viên tiên nguyên đan thượng phẩm. Đột phá đến hư tiên cảnh đỉnh phong, tiên nguyên đan trung phẩm hiệu quả đã yếu đi, muốn tiếp tục. Nhất định phải tiên nguyên đan thượng phẩm mới được. Mà ở Lăng Vân kiếm các mua, một tiên nguyên đan thượng phẩm, cần 2 vạn kiếm các tệ, tuy hắn khiêu chiến nội môn cùng hạch tâm kiếm lời không ít, cũng không mua được mấy viên. 100. Lão giả nhảy dựng. Tiên nguyên đan thượng phẩm, đối với cường giả tiên quân cũng có công hiệu, Ô Hải Thành thông thần điện chúng ta. Tạm thời còn không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Vậy có thể cầm bao nhiêu? Trương Huyền cau mày. Đại khái. 20 viên. Lão giả dừng lại một chút, nói tiếp. Nếu như tiền bối không sốt ruột, trong 3 ngày hẳn có thể gom góp. Trước cho ta 20 viên đi, còn lại mau chóng thu thập. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Tuy vô công bất thụ lộc, nhưng hiện tại hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, cùng lắm thì thực lực đi đến tiên quân, hoặc cao hơn, nhìn thấy Khổng Sư, dùng đồ vật trả lại là được. Vâng. Thời gian không dài. Lão giả lần nữa trở về, đã chuẩn bị đủ đan dược. Không biết tiền bối còn có cái gì cần. Ta cần công pháp chân tiên cảnh tu luyện, không biết lệnh bài này có thể mua sắm hay không. Trương Huyền nói, lệnh bài này, chỉ có thể mua sắm đan dược dùng để tấn cấp, thư tịch là không có cách nào mua sắm. Dừng lại một chút, lão giả nói tiếp. Hơn nữa, mua sắm đan dược, không thể bán ra, chỉ có thể dùng cho bản thân tu luyện, nếu không một khi bị phát hiện. Sẽ bị đóng băng, về sau không cách nào sử dụng. Trương Huyền cười khổ. Trước đó liền đoán ra, khả năng không được, chính tay nghe xác nhận,
vẫn không khỏi có chút thất lạc. Không thể mua sắm thư tịch, lại không có vật tư mua sắm tu luyện, Trương Huyền đành phải lui ra thông thần điện, trải qua truyền tống trận trên ngọc phù lấy dược vật ra. Tiên nguyên đan thượng phẩm quả nhiên linh khí nồng đậm, vừa lấy ra, liền cho người ta một loại cảm giác dâng trào, đan dược trung phẩm phổ thông tới so sánh, kém không biết gấp bao nhiêu lần. Cho, tiện tay ném cho Bạch Nguyễn Khanh một viên. Đa tạ sư thúc, nữ hài hơi đỏ mặt. Loại dược vật cấp bậc này, chỉ ở chỗ Gia Gia nhìn thấy qua, bởi vì quá mức quý giá, chưa hề sử dụng. Trong lòng đã sớm kích động, há miệng nuốt vào trong bụng. Cô, linh khí to lớn phóng thích ra, đồng tử cả người co rụt lại, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, mồ hôi cuồn cuộn chảy xuôi. Xảy ra chuyện gì? Thấy bộ dạng của nàng không đúng, Trương Huyền nhíu mày. Sư thúc, viên đan dược này linh khí quá mức nồng đậm, ta không chịu nổi. Vẻ mặt trắng bệch, Bạch Nguyễn Khanh vội nói. Nàng dùng tiên nguyên đan trung phẩm, mỗi một viên cũng cần tiêu hóa rất lâu mới có thể hoàn thành, thượng phẩm ẩn chứa linh khí quá cường đại, căn bản chịu không được. Giống như một xe đồ vật, cứ thế mà nhét vào trong miệng ếch, hơi không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Gia Gia không cho nàng sử dụng loại dược vật cấp bậc này, không phải không bỏ được, mà là nàng mới chân tiên cảnh sơ kỳ, cho cũng là lãng phí, làm không cẩn thận sẽ còn xuất hiện tai họa. A hát, lời còn chưa dứt, liền kêu thảm một tiếng. Lực lượng quá mức hung mãnh, lực lượng tàn phá bừa bãi từ huyệt đạo phun ra, toàn thân Bạch Nguyễn Khanh ửng hồng, thân thể giống như bóng bay bành trướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Loại tình huống này, hắn cũng đoán không kịp. Vốn chỉ nghĩ, đối phương giúp đại ân như vậy, có đan dược cho một viên, cũng coi như báo đáp. Không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thật muốn bị đan dược làm chết, trở về làm sao bàn giao với Bạch Diệp trưởng lão. Đánh một bộ võ kỹ cho ta xem. Thấy đối phương sắp không chịu nổi, Trương Huyền vội vàng nói. Mặc dù không biết mục đích của đối phương làm như vậy, nhưng tình cảnh nguy cấp, bây giờ không có những biện pháp khác. Bạch Nguyễn Khanh cắn răng một cái, thi triển ra một đạo kiếm pháp. Vội vàng nhìn thư tịch vừa mới hình thành, lông mày Trương Huyền nhăn lại. Giống như đối phương nói, tiên nguyên đan thượng phẩm linh khí thực quá nồng nặc, hiện tại trong cơ thể linh lực quá mức mạnh mẽ, không nghĩ biện pháp khơi thông, vô cùng có khả năng nổ tung tại chỗ, cuối cùng dẫn đến vẫn lạc. Phương pháp duy nhất chính là tu luyện, để những linh khí bạo ngược này hình thành tiên lực, tụ hợp vào đan điền. Giống như hồng thủy vỡ đê, muốn giải quyết, lấp không bằng khai thông, vạn thủy chảy về biển, liền có thể loại bỏ tai họa ngầm. Chỉ là làm như vậy, đối với công pháp có hạn chế rất lớn. Công pháp phổ thông giống như ống hút, đối mặt giang hà như đại dương, nhiều tới mấy chục cây cũng không có tác dụng gì. Hiện tại muốn làm chính là, tìm kiếm một loại công pháp mạnh mẽ, cấp tốc hội tụ linh khí không cách nào khống chế. Xem ra chỉ có thể thu học sinh. Ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, Trương Huyền than thở một tiếng. Truyền thụ đối phương kiếm thuật, một chiêu hai chiêu, tiết lộ ra ngoài cũng không khẩn yếu, không bái sư cũng được, nhưng thiên đạo công pháp liền không giống, liên lụy đến bí mật lớn nhất của bản thân, tuyệt không thể có một tia sơ sẩy, nhất định phải thu làm đệ tử, mới có thể truyền thụ. Nếu không một khi xảy ra vấn đề, bản thân khẳng định sẽ trở thành đối tượng cho tất cả mọi người nghiên cứu, sinh tử không do bản thân điều khiển. Thiên đạo công pháp của chân tiên cảnh, dù có 7 chỗ thiếu hụt, đối với ta mà nói, khó mà tu luyện, nhưng đối với nàng, hẳn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ở Lăng Vân kiếm các sửa sang lại thiên đạo công pháp, chân tiên cảnh có 7 chỗ thiếu hụt, đã phù hợp tiêu chuẩn thiên đạo công pháp bản rút gọn. Dù sao pháp quyết chân chính hoàn mỹ, trừ hắn, bất luận người nào cũng không thể luyện thành. Nghĩ tới những thứ này, không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài trước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, truyền âm qua. Ta có thể giải quyết tai họa ngầm của ngươi bây giờ, nhưng nhất định phải bái ta làm thầy, truyền thụ cho ngươi công pháp độc môn mới được. Đồ nhi bái kiến lão sư. Không chần chờ chút nào, Bạch Nguyễn Khanh lập tức quỳ rạp xuống đất. Nàng đã sớm muốn bái sư, bất quá đối phương không có ý tứ này, một mực không dám có động tác, lúc này mở miệng, nào dám lo nghĩ. Nói thật, vui vẻ cũng không kịp. Đây là công pháp của ta. Thừa nhận nàng quỳ lại. Ngón tay Trương Huyền điểm một cái, trước đó siêu tập thiên đạo công pháp, lập tức truyền vào trong óc đối phương, cùng thời khắc đó, cong ngón tay búng một cái, vô số châm bạc rơi vào huyệt đạo của đối phương, thiên đạo chân khí theo kinh mạch truyền vào. Cô cục cục.
Linh khí bạo ngược, ở dưới thiên đạo chân khí dẫn lập tức trở nên suôn sẻ, không còn cảm giác bành trướng như trước đó. Công pháp này. Lúc này Bạch Nguyễn Khanh cũng xem xong pháp quyết đối phương vừa mới chuyển đến, đồng tử nhìn không được co rút lại. Bộ công pháp này, thoạt nhìn cùng công pháp Lăng Vân kiếm các đồng căn đồng nguyên, có chút tương tự, nhưng cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Pháp quyết trước đó, di động chân khí, nhiều nhất chỉ như dòng suối, mà bây giờ, rộng lớn giống như giang hải, không thể so sánh nổi. Biết công pháp chân quý, không dám do dự, vội vàng nhắm mắt lại, dựa theo yêu cầu phía trên vận chuyển lực lượng. Tu vi trong nháy mắt cấp tốc tăng thêm. Chân tiên cảnh sơ kỳ. Chân tiên cảnh trung kỳ. Không đến 3 canh giờ, không có bất kỳ ràng buộc gì, trực tiếp đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Tu vi đi đến loại cảnh giới này, lực lượng của tiên nguyên đan thượng phẩm cũng gần như bị tiêu hao không còn. Thực lực của ta. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ ra. Bạch Nguyễn Khanh lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, đè nén kích động trong lòng. Cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đồ nhi, bái kiến lão sư, tạ ơn lão sư cứu mạng. Ông, nàng bên này quỳ xuống, thư viện nhẹ nhàng chấn động, trong đầu nhiều ra một bản thư tịch màu vàng. Thiên đạo chi thư. Hết chương 3638. Chương 3639. Ô Hải Thương Hội. Đã vào môn hạ ta, phải nghe theo ta dặn dò, không thể có mảy may làm trái. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc nói. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp, không cho phép truyền ra ngoài, Bạch Diệp trưởng lão cũng không thể nói, có làm được không? Có thể. Bạch Nguyễn Khanh vội vàng gật đầu. Sư mệnh như núi, không thể phản nghịch, sư ân như biển, không thể quên được. Ngươi trước ở lại chỗ này củng cố tu vi, ta đi ra ngoài một chuyến. Biết đã có thể hình thành thiên đạo chi thư, khẳng định là thật tâm thực lòng cảm ơn, sẽ không tiết lộ bí mật. Trương Huyền dặn dò một tiếng, đẩy cửa rời phòng. Đan dược có, còn cần tìm kiếm công pháp chân tiên cảnh, nơi này đã không có, có lẽ trong Ô Hải Thương Hội sẽ có bán ra thư tịch. Dù sao hắn không cần mua, chỉ cần nhìn một cái, thu vào thư viện, bổ sung 7 chỗ thiếu hụt còn lại là được. Trước đó đã nhìn bản đồ, Ô Hải Thương Hội cách nơi này không tính quá xa, cũng không có ngồi thánh thú phi hành, đi bộ không đến nửa canh giờ, liền đến trước mặt. Không hổ là thành trì nhất lưu của Thượng Thương, dòng người cuồn cuộn, ngựa xe như nước, còn chưa tới cửa chính, đã tràn đầy chen chúc. Lầu một là một ít quầy hàng phổ thông, dược liệu, khoáng thạch chân quý, vũ khí cái gì cần có đều có, ở bên trong đi một vòng, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Giả thực sự quá nhiều, coi như không cần thư viện, đơn thuần minh lý chi nhãn cũng có thể nhìn thấu. Hơn nữa cấp bậc đều là hư tiên cảnh trở xuống, đối với hắn tác dụng không lớn. Không biết nơi này có địa phương bán ra công pháp bí tịch hay không? Tìm một vị chủ quán, cho một kiếm cắt tệ, Trương Huyền hỏi thăm. Công pháp bí tịch, bình thường đều ở phòng đấu giá. Con mắt chủ quán sáng lên, vội vàng trả lời. Một kiếm cắt tệ, nửa tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được. Công pháp phổ thông là được, không cần đặc biệt chân quý. Trương Huyền cắt đứt lời nói của hắn. Có thể được phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá, khẳng định cực kỳ quý. Công pháp quý giá, thưa thất hay không, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, hắn muốn là số lượng, mà không phải chất lượng. Đương nhiên, công pháp chất lượng cao, thiếu hụt khẳng định càng ít, càng dễ bổ sung thiên đạo công pháp hoàn chỉnh, nhưng loại công pháp này thứ nhất số lượng quá hy hữu, thứ hai, giá cả quá mức chân quý, hoàn toàn không cần thiết. Công pháp phổ thông, bên thư tuyên các có không ít, chỉ cần một thông thần tệ, liền có thể ở bên trong đọc thoải mái một ngày. Chẳng qua công pháp và bí tịch nơi đó đều hết sức bình thường, ngay cả ta cũng không luyện, chúng ta đi qua, đều là tìm những sách kia nhìn. Chủ quán tăng thêm hai chữ sách kia, trong tươi cười mang theo mịt mờ. Vị trước mắt này có thể tiện tay cầm một kiếm các tệ làm tiền bâu ơ, khẳng định là thiên tài Lăng Vân kiếm các, có thể là đệ tử hạch tâm. Người mạnh như thế, ánh mắt nhất định cực cao, công pháp trong tông môn cũng không nhìn, pháp quyết ngay cả người dựa vào bán thuốc giả sống như mình cũng chướng mắt. Sao lại đi tu luyện? Mang ta đi nhìn một chút. Không để ý tới hắn ngôn ngữ mịt mờ, Trương Huyền nói. Tốt. Chủ quán cười hắc hắc, không nói thêm lời dẫn đường, chỉ chốc lát đi tới một phòng sách. Chính là chỗ này. Trương Huyền nhìn sang, bên trong quả nhiên trưng bày không ít thư tịch, có công pháp, võ kỹ, cũng có bút chí kỳ quái, danh nhân giai thoại, tin tức văn hóa. Đương nhiên,
càng nhiều hơn chính là sách kia hắn nói, còn có trang bìa, tranh minh họa, vô cùng hương diễm. Đưa một kiếm các tệ, Trương Huyền đi vào. Con mắt đảo qua, rất mau tất cả công pháp thư tịch tu luyện, thu sạch ghi chép trong óc. Một lát sau, vẻ mặt cười khổ. Là có không ít công pháp, nhưng thực sự quá thấp, hư tiên cảnh coi như cao nhất, công pháp chân tiên cảnh một bản cũng không có, chớ nói chi là loại bỏ thiếu hụt trong thiên đạo công pháp. Bất đắc dĩ ra khỏi phòng. Thế nào, chướng mắt a, những công pháp này, đều quá kém. Vừa rồi chủ quán còn chưa rời đi, thấy hắn đi vào liền đi ra, cũng lắc đầu. Nếu như người thật muốn công pháp cao thâm, ngược lại có một phương pháp. A, phòng đấu giá Ô Hải Thương Hội, quãng thời gian trước đạt được một bảo vật, tìm không ít người, đều giám định không được, nếu như có thể nhận ra là loại đồ vật nào, liền có tư cách đi tàng thư khố của phòng đấu giá, tùy ý lựa chọn một bản công pháp bí tịch. Chủ quán thấp giọng, giám định bảo vật. Trương Huyền ngẩn ngơ. Đối phương nói cái này, dường như chính là nhiệm vụ của hắn lần này tới Ô Hải Thành. Sớm biết có loại cơ hội này, đã sớm tới. Chẳng qua nên sớm tìm hiểu, suy nghĩ một chút, Trương Huyền hỏi. Phòng đấu giá có không ít công pháp, người biết có chân tiên cảnh tu luyện hay không? Vẫn nên sớm hỏi, nếu không sẽ giống như vừa rồi, dở khóc dở cười. Công pháp khẳng định rất nhiều, phòng đấu giá Ô Hải Thương Hội, có hơn 500 năm lịch sử, cao thủ trong đó dùng để bảo vệ bảo vật, mạnh nhất cũng đạt đến nửa bước tiên quân cảnh, công pháp chân tiên cảnh, khẳng định có. Hơn nữa có không ít. Chủ quán vội vàng gật đầu. Nơi này hàng năm đều sẽ đấu giá không ít pháp quyết, theo ta phỏng đoán, bọn họ đều lặng lẽ ghi chép. Dưới tình huống bình thường, phòng đấu giá bán đấu giá công pháp, là không cho phép ghi chép, nhưng cũng có ngoại lệ. Công pháp ở trong tay đối phương, ai cũng không rõ ràng, đến cùng có lưu lại bản sao hay không. Trên thực tế, sao chép công pháp sớm đã là quy tắc ngầm của phòng đấu giá, không ít người đều biết. Chỉ là không nguyện ý vạch trần mà thôi. Thấy hắn nói như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Có công pháp chân tiên cảnh liền tốt, dù sao cái nhiệm vụ giám bảo này, hắn cũng phải tiếp. Hỏi rõ ràng vị trí phòng đấu giá, tạm biệt đối phương, Trương Huyền đi tới. Có thư mời không? Còn không có tiến vào bên trong, đã bị một thanh niên ngăn đường đi. Tại hạ đệ tử Lăng Vân Kiếm Các, nhận lấy nhiệm vụ giám bảo của phòng đấu giá, cố ý tới giám định bảo vật. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra lệnh bài nhiệm vụ, Trương Huyền nói. Mời tới bên này. Liếc mắt nhìn lệnh bài nhiệm vụ, thanh niên lập tức khom người, thái độ cung kính. Lăng Vân Kiếm Các là một trong 6 đại tông môn, Ô Hải Thành lại thuộc về phạm vi quản hạt, có thể trở thành đệ tử trong đó, không có chỗ nào mà không phải thiên tài trong thiên tài, cùng cấp bậc vô địch, không dám chậm trễ chút nào. Theo sau lưng, đi tới một gian phòng, trong đó một vị lão giả đang đứng ở trước mặt một kiện bảo vật. Cẩn thận quan sát. Hạc lão, vị này là đệ tử Kiếm Các, lĩnh nhiệm vụ giám bảo mà tới. Thanh niên đi tới trước mặt. Để hắn chờ một lát. Đầu cũng không chuyển, Hạc lão tiếp tục xem đồ vật, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, tràn đầy kích động. Thấy tên này không để ý tới mình, Trương Huyền nhìn sang. Hạc lão này hơn 60 tuổi, thân tu vi mạnh mẽ tinh thuần, lại là một vị chân tiên cảnh. Trước mặt hắn là một bức tượng cao hơn một thước. Dung mạo không thể nhận ra, dù sao hắn không nhận ra, trên tượng mang theo khí tức mờ mịt, nhìn một cái, cho người ta một loại cảm giác an thần, yên tĩnh. Tượng hiện ra màu sắc rực rỡ, họa công thâm hậu, ở danh sư đại lục, ít nhất thư họa sư cửu tinh mới có thể hoàn thành. Tốt, tốt, nghiên cứu phút chốc, Hạc lão nhịn không được vuốt râu không ngừng gật đầu. Cách đó không xa, một trung niên thấy bộ dáng này của hắn, con mắt sáng lên, cung kính nhìn lại. Hạc lão, không biết đây có phải là thật hay không? Đi qua ta giám định, phò tượng này, là Đỗ Hà Tiên Quân lưu lại, dùng tính tâm thạch điêu khắc thành, coi đây là trận tâm, sắp đặt thành trận pháp mà nói, có thể để người ta tính tâm an thần, tu luyện không nhận tâm ma quấy nhiễu. Hạc lão gật đầu, cười nói. Đa tạ Hạc lão. Nghe được là thật, trung niên nhân tràn đầy hưng phấn vẫy tay, sau lưng một hạ nhân lập tức đi tới, đưa tới một cái túi thông thần tệ, số lượng không ít. Vương hành chủ, khách khí. Hạc lão xua tay. Nên, làm phiền Hạc lão giám bảo, đây là giá cả. Trung niên nhân gọi vương hành chủ vội vàng gật đầu, mấy bước đi tới trước tượng, thận trọng muốn nhặt thứ này lên mang về. Thấy cảnh này, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, chẳng qua cũng không nói chuyện. Giám định xong, Hạc lão xoay đầu lại, thấy là một thanh niên,
lông mày không khỏi nhăn lại. Ngươi chính là đệ tử Lăng Vân kiếm các lĩnh nhiệm vụ. Trương Huyền gật đầu. Không biết quý phòng đấu giá cần giám định bảo vật gì. Chẳng muốn nói nhảm, nhanh giám định xong, xong đi đọc sách. Trước thong thả, Hạc lão xoay người ngồi ở trên ghế cách đó không xa, nâng ly trà lên, mặt lạnh nhạt nhìn qua. Đệ tử kiếm các, kiếm pháp là rất cao minh, nhưng dám bảo liền không ra sao, lần trước tới hai cái gì cũng không có nhìn ra, liền bị ta đuổi trở về. Ngươi cũng muốn đi thử một chút, không biết có bản lĩnh gì, có thể thuận tiện biểu diễn một chút không? Trương Huyền cau mày. Dám bảo cũng không phải khỉ làm xiếc, tùy tiện bày ra cho ngươi xem. Mấu chốt là thái độ của đối phương, mang theo khinh miệt, rõ ràng không coi trọng mình. Ta nói chuyện khả năng không dễ nghe, nhưng đây là sự thật. Dù Ô Hải Thành quy kiếm các quản lý, nhưng đệ tử trong đó mỗi ngày chỉ biết luyện kiếm, dám bảo. Đừng làm nhục cái nghề nghiệp này. Hạc lão lắc đầu, bàn tay nhấc nhấc. Viễn Thanh, cầm hai kiếm các tệ đưa cho vị thiên tài kiếm thuật này, để hắn rời đi a. Ta không cần có người thêm phiền phức. Vâng. Thanh niên dẫn dắt Trương Huyền đi vào vội vàng khom người, từ trong túi lấy ra hai kiếm các tệ, đưa tới. Mời. Thêm phiền phức. Trương Huyền cau mày. Hắn vốn không muốn nói. Nhưng tại sao tên này phải đưa mặt tới, chờ bị đánh chứ? Chẳng lẽ không bị đánh, liền không thoải mái? Không thèm để ý thanh niên đưa kiếm các tệ, quay người đi tới trước mặt trung niên nhân đang thu thập tượng. Vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi, trước không vội lấy thứ này đi. A, à, Vương hành chủ dừng lại, nhíu mày. Vừa rồi đối thoại, hắn cũng nghe được, Hạc lão không sợ đắc tội đệ tử kiếm các, nhưng hắn không dám. Không có việc gì, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng. Thứ này, căn bản không phải Đỗ Hà Tiên Quân lưu lại gì, càng không phải tính tâm thạch điêu khắc, thật muốn sắp đặt thành trận pháp, sợ ngươi không bao lâu sẽ tẩu hỏa nhập ma, chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Ta vừa mới giám định xong, là Đỗ Hà Tiên Quân lưu lại không thể nghi ngờ, ngươi nói không phải, làm sao, ngươi cho rằng ta giám định không đúng. Khuôn mặt Hạc lão trầm xuống. Hắn dám bảo trên trăm năm, hầu như không có xuất hiện qua sai lầm gì, đối phương một tiểu tử 20 tuổi, muốn tìm phiền phức, còn non chút. Nào chỉ không đúng. Khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Quả thực chính là dám chó không kêu, nói vớ nói vẩn, nếu Vương hành chủ này quả thật tin lời của ngươi, có thể bảo đảm, trong 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. UT. Hết chương 3639. Chương 3640. Huyết tinh thạch. Làm càn. Hạc lão tức đến sắc mặt đỏ lên. Hắn tọa trấn phòng đấu giá tiếp cận trăm năm, bảo vật qua tay không có 1 vạn cũng ít nhất 7-8 ngàn, cho dù thỉnh thoảng có học thức không đến, xuất hiện sơ suất, nhưng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, đối phương vậy mà nói, tin lời của hắn, trong 3 ngày hẳn phải chết. Quả thực chính là ở trước mặt làm nhục. Là ngươi làm càn a, dám bảo gô người ta, dám định sai lầm, làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma, gây ra mạng người. Tin tưởng không cần ta nói nhiều, kết quả thế nào, người cũng hiểu được. Trương Huyền thản nhiên nói. Xem xong vô số thư tịch của Lăng Vân kiếm các, đối với thượng thương có rất nhiều am hiểu, chức nghiệp giám bảo sư nơi này, dù không giống danh sư đại lục hình thành hệ thống đặc thù, cả đời chỉ có 3 lần phạm sai lầm, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Một khi tính sai, danh dự mất hết, lại không cách nào giám bảo không nói, còn phải bồi thường tổn thất, làm không cẩn thận táng ra bại sản. Thậm chí nghiêm trọng còn bị tiếp nhận xử phạt. Tỷ như trước mắt, bởi vì hắn dám bảo vấn đề, thật muốn có người tử vong, vô cùng có khả năng tu vi sẽ bị tước đoạt, sinh tử không do bản thân khống chế. Ăn nói bừa bãi. Thấy thanh niên nói ra lời này, Hạc lão biến sắc, vung ống tay áo, nổi giận đùng đùng. Dám định sai lầm kết quả là rất nghiêm trọng, nhưng người cũng biết, hủy hoại danh dự người khác, sẽ phải tiếp nhận dạng trừng phạt gì. Ngày hôm nay không cho ta cái bàn giao, coi như nháo đến Lăng Vân kiếm các, nháo đến chỗ Hàn tông chủ, ta cũng không sợ chút nào. Dám bảo sư sai lầm, là có kết quả rất nghiêm trọng, nhưng tùy ý hủy tiếng tăm người, tội danh cũng không nhỏ. Cho dù đối phương là đệ tử Lăng Vân kiếm các, cũng sẽ nhận trừng phạt nghiêm trọng. Hủy danh dự. Lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Nói xong. Mấy bước đi tới trước mặt Vương hành chủ. Lúc này Vương hành chủ cũng có chút ngây người, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Bất luận đệ tử Lăng Vân kiếm các hay Hạc lão, hắn đều không dám đắc tội, cũng đắc tội không nổi,
Ngươi nói lão sư giám định sai lầm, có phương pháp chứng minh không? Nếu như không có, chính là nói xấu. Dù Viễn Thanh cực kỳ sợ hãi đệ tử kiếm các, nhưng vẫn cắn răng, đi lên phía trước. Làm nhục lão sư của hắn, làm đệ tử, tương đương nhận lấy nhục nhã. Sư đạo truyền thừa, thượng thương giống như danh sư đại lục, quy củ nghiêm ngặt, không ai dám đi làm trái. Chứng minh. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này đơn giản. Nói xong nhìn quanh một vòng. Các ngươi nơi này, có vật dùng thí nghiệm thuốc không? Địa phương chế thuốc ở danh sư đại lục, bình thường đều sẽ nuôi một ít yêu thú chuyên môn dùng để thí nghiệm thuốc, dùng để đo lường dược vật vừa ra lò, lúc trước Trương Huyền ở Thiên Huyền Vương quốc Biện Đan, liền từng sử dụng qua. Nơi này dù không chế thuốc, lại đấu giá dược vật hoặc bảo vật được trong cổ mộ, di tích, loại đồ vật thí nghiệm thuốc này, hẳn là có. Có. Viễn Thanh nhìn lão sư, thấy hắn không nói gì, xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài lấy tới một thánh thú hình dáng hơn nữa thỏ. Chỉ có tu vi thánh vực nhất trọng, ở đây xem như không có thực lực gì. Trương Huyền không tiếp tục để ý đối phương, mà nhìn về phía vương hành chủ, mỉm cười. Không biết có thể đặt pho tượng lên bàn không? Trần chờ một chút, vương hành chủ để xuống. Cũng không động vào tượng, Trương Huyền tiện tay lấy ra một cây lông bút, nhẹ nhàng ở bốn phía vẽ lên đồ hình kỳ quái. Nhìn thấy động tác của hắn, Hạc lão sững sờ, cười nhạo. Là tính tâm trận, dùng bút vẽ trận. Đối phương vẽ thứ này, hắn biết, là một loại trận pháp tính tâm an thần, phối hợp pho tượng này vừa vặn có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Vừa rồi, hắn đã đặc biệt nói với vương hành chủ. Chỉ là, sắp đặt tính tâm trận, cần trận kỳ cùng với đủ loại bảo vật bày trận, lấy lông bút, tùy ý vẽ một cái, có thể có hiệu quả gì. Nói đùa, cũng không phải mở như vậy à. Dùng bút vẽ trận, uy lực sẽ nhỏ một chút. Nếu không ta sợ thánh thú này một cái hô hấp cũng không chịu nổi. Trương Huyền rất nhanh vẽ xong, thu bút lông về, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo chân khí rót vào. Ông! Bút lông vẽ ra hình vẽ, lập tức lấp lánh hào quang, cùng tượng hoàn mỹ dung hợp, chỉ nháy mắt, trong phạm vi tranh vẽ, nhộn nhạo ra một cỗ lực lượng để cho người ta yên tĩnh tâm thần, tựa hồ ở bên trong tu luyện, có thể càng thêm mau lẹ. Cái này! Không nghĩ tới dùng bút lông phổ thông cũng có thể vẽ trận. Lông mày Hạc lão hơi nhúc nhích một chút. Cái này không chỉ cần am hiểu trận pháp cực sâu, càng phải đối với hoàn cảnh chung quanh, tượng trước mắt có khắc sâu tìm hiểu, sai một chút cũng không được, đừng nói hắn, coi như người am hiểu trận pháp nhất Ô Hải Thành tới, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Đối phương cử trọng nhược khinh, thành thạo, làm sao làm được? Trong nháy mắt, trong lòng toát ra linh cảm không lành. Trận pháp kích hoạt, Trương Huyền nhìn về phía Viễn Thanh. Phiền phức dẫn dụ thánh thú kia đến. Viễn Thanh cũng không nói chuyện, đưa thỏ tới, để vào trong hình vẽ, lực lượng trong đó để cho người ta tĩnh tâm, trong nháy mắt bao phủ nó. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, thỏ vốn có chút nôn nóng an tĩnh lại, con mắt khép, dường như sắp ngủ thiếp đi. Ngươi không phải nói là giả ư? Nhìn thấy hình dáng của thỏ, Hạc lão hừ nhẹ. Hắn giám định, suy đoán ra pho tượng này phối hợp trận pháp, có thể làm cho người an tâm thần. Có ích với tu luyện, đối phương lại nói giả, còn sẽ chết người. Hiện tại thỏ trong trận pháp an nhàn như vậy, rõ ràng chứng minh bản thân là đúng. Đừng có gấp, từ từ xem. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt thản nhiên ngồi ở trên ghế, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Còn trà không, pha cho ta một ấm. Viễn Thanh sững sờ, siết chặt nắm đấm. Đi đi. Hạc lão khẽ nói. Tuy khó chịu tên này, nhưng hắn là đệ tử Lăng Vân kiếm các, trước khi kết quả không có đi ra, không dám quá mức thờ ơ. Lão sư lên tiếng, Viễn Thanh lui ra ngoài, rất nhanh pha một bình trà đi vào. Nhẹ nhàng thưởng trà, đợi đại khái nửa canh giờ, thỏ tựa như ngủ say, con mắt chậm rãi mở ra, cảm xúc có chút nôn nóng. Chuyện gì xảy ra? Hạc lão sững sờ. Tình huống bình thường, ở dưới bảo vật tính tâm an thần bao phủ, sẽ một mực rất yên tĩnh, tạp niệm không sinh. Nhưng giờ phút này xuất hiện cảm xúc nôn nóng, rõ ràng có chút không đúng. Hô! Không có trả lời hắn, con thỏ đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt ửng hồng, đột nhiên nhảy lên, nhảy về phía tượng. Răng rắc! Đụng đầu vào trên tượng, chân liên tục co giật vài cái. Cắt đứt hô hấp! Đồng tử mọi người co rụt lại, vương hành chủ đồng dạng ngồi uống trà, răng rắc một tiếng, bóp nát chén trà trong tay, nước trà từ đầu ngón tay chảy xuôi trên mặt đất. Hạc lão,
Đây là có chuyện gì? Có thể đoán được, nếu như hắn dùng cái này tu luyện, hẳn cũng giống như con thỏ, trực tiếp đâm chết. Hạc lão cũng choáng váng. Dựa theo hắn giám định, không hề có một chút vấn đề, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, đệ tử Lăng Vân kiếm các chỉ vẽ trận pháp, cái gì khác cũng không có làm. Dù trận pháp quái dị, nhưng hắn biết trận đồ, vừa vặn có thể phát huy ra lực lượng của tượng, không có tác dụng phụ gì. Nói cách khác, đối phương bất cứ chuyện gì cũng không có nhúng tay. Con thỏ này chết, khẳng định liên quan đến tượng. Chuyện gì xảy ra? Thấy Hạc lão trả lời không ra, Vương Hành Chủ vội vàng nhìn về phía thanh niên trước mắt. Muốn biết nguyên nhân? Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Vâng. Vương Hành Chủ gật đầu. Thực sự quá khủng bố. Tốn giá tiền rất lớn mua tượng, mục đích đúng là vì tĩnh tâm an thần, loại bỏ tâm ma, từ đó xung kích cảnh giới cao hơn, kết quả thấy cảnh này. Còn tu luyện như thế nào? Không hiểu rõ mà nói, pho tượng này khẳng định không còn dám dùng. Muốn biết mà nói, rất đơn giản, cầm lấy tượng. Trương Huyền nói. Tốt. Vương Hành Chủ cầm tượng lên. Tuy bị thỏ đụng một cái, phía trên không có tổn thương mảy may, nhân vật sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại. Nâng qua đỉnh đầu. Trương Huyền nói. Vương Hành Chủ giơ lên. Dùng hết lực lượng toàn thân, ném xuống đất. Trương Huyền nói tiếp. Ném. Vương Hành Chủ ngẩn ngơ. Tuy tượng dùng tĩnh tâm thạch điêu khắc thành, cực kỳ chắc chắn, nhưng ném như vậy mà nói, đồ vật lợi hại hơn nữa cũng sẽ vỡ vụn. Tốn nửa đời người tích góp mua đồ vật, trực tiếp ném. Không sai, ngươi không phải muốn biết nguyên nhân sao? Ném đi. Trương Huyền nhấp một ngụm trà, cười nhạt một tiếng. Không nỡ mà nói, thì cầm về đi, dựa theo Hạc lão nói, đi sử dụng. Ra mặt Vương Hành Chủ co giật, thân thể Hạc lão cứng nhắc, muốn phản bác, lại nói không ra được. Vừa nhìn thấy thỏ đập đầu chết, ai còn dám dùng? Ném bể, nếu như ngươi không giải thích được, có phải sẽ bồi thường Vương Hành Chủ hay không? Hạc lão nói. Nếu giải thích được, có phải ngươi sẽ đền cho Vương Hành Chủ hay không? Trương Huyền nhìn tới. Nếu như ngươi có thể giải thích, là ta nhìn lầm, ta nguyện ý bồi thường. Hạc lão gật đầu. Đối phương thật có thể chứng minh mình xem sai, bồi thường cũng không có gì. Dù sao đối với giám bảo sư mà nói sai, phải tiếp nhận trừng phạt. Không giải thích được, ta cũng nguyện ý bồi thường. Trương Huyền nói, tốt, thấy hai người đối chọi gay gắt, lời nói đến nước này, Vương Hành Chủ cắn răng, bàn tay lắc một cái. Răng rắc, tượng rơi trên mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy. Hô, tảng đá vỡ vụn, một cỗ sát khí nồng đậm từ trong đó lan ra, làm mọi người giật mình. Hạc lão vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ vết rách vỡ vụn, đỏ thẫm như máu, đồng tử co rụt lại, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Đây là huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch xuất hiện ở chiến trường hoặc lò sát sinh, bị máu tươi nhiễm đỏ, năm này tháng nọ, máu tươi thâm nhập trong đó, ẩn chứa sát lục chi khí nồng đậm. Trọng yếu nhất chính là, có oan hồn quấn quanh, lực lượng nhỏ yếu, đừng nói tới gần, cách rất xa cũng bị sát khí trong đó tổn thương, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì sinh ra uất ức, tự sát mà chết. Thứ này, cùng tĩnh tâm thạch hoàn toàn trái lại. Vừa rồi rõ ràng nhìn chính là cái trước. Vì sao rơi vỡ sẽ biến thành cái sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Hạc lão triệt để bối rối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.